Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 203. Đại điện bên trong, Tiêu Phàm vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong mấy người. Huynh đệ mấy người nhận biết nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm sự của bọn hắn, hít sâu một cái nói, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão Tam, người bế quan những ngày qua, thái cổ thần giới thế cục đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lăng Phong trước tiên mở miệng nói, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, có loại cảm giác bất an. Dị ma bây giờ đã công chiếm gần 8 vạn địa hạt, hiện tại thái cổ thần giới chỉ còn lại có hơn 1 vạn cái cương vực. Lăng Phong lại nói. Nói ra cái này, hắn trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nói còn dư lại hơn 1 vạn cái địa hạt, bây giờ rất nhiều chủng tộc đều bão đoàn cùng một chỗ, tạo thành 9 đại đồng minh. 9 đại đồng minh, Tiêu Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, đây là chuyện tốt ha, giải thích mọi người rốt cuộc biết đồng tâm hiệp lực. Lão Tam, đây đối với thái cổ thần giới mà nói, đúng là chuyện tốt, nhưng chúng ta vô tận thần phủ muốn gia nhập 9 đại đồng minh, lại bị nhân tộc cự tuyệt. Nam Cung Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm lông mày đều vặn thành chữ xuyên, ẩn ẩn có sát khí hiện lên. Vô tận thần phủ bị cự tuyệt. Cái này há chẳng phải là nói rõ, nếu như dị ma muốn vây công vô tận thần phủ mà nói, há không phải là không có ngoại viện. Cái này 9 đại đồng minh, có cái nào đồng minh? Chúng ta cũng không phải gia nhập nhân tộc đồng minh a. Tiêu Phàm tay phải đập lan can, trầm giọng nói. 9 đại đồng minh, theo thứ tự là 9 đại chủng tộc đồng minh. Lăng Phong mở miệng nói, muốn nói thực lực, tự nhiên là Long Phượng tộc mạnh nhất, có thám tử hồi báo. Long tộc có bế quan lão tổ, vậy mà có mấy cái thượng phẩm nguyên tôn. Vài ngày trước, dị ma nhất phương vệ Long Ma Tôn dẫn người giết vào Long Phượng tộc, thôn vệ vô số Long tộc, mắt thấy Long tộc không bao lâu liền muốn diệt tộc diệt chủng thời điểm, bị ngươi mấy cái lão tổ giết lùi. Bế quan lão tổ, Tiêu Phàm mặt coi thường, nói, một đám hạng người ham sống sợ chết mà thôi. Cũng khó trách Tiêu Phàm khinh thường, cái gì bế quan lão tổ, nói đến cùng. Chẳng qua là không dám tiến về thiên hoang, tiến vào ma quật cùng dị ma chiến đấu, tham sống sợ chết lưu lại người mà thôi. Chỉ bất quá, Long tộc cái này nội tình, cũng là để Tiêu Phàm giật mình. Có thể ở thái cổ thần giới đột phá thượng phẩm nguyên tôn, này thiên phú cũng không phải bình thường đơn giản, có thể được xưng là đại nghị lực người. Đương nhiên, cũng nói không chính xác Long Phượng tộc có mặt khác thủ đoạn đặc thù, hoặc là địa phương lịch luyện. Dù sao, đột phá thượng phẩm nguyên tôn, không chỉ có riêng chỉ là có đại nghị lực liền có thể làm được. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, Lăng Phong lại nói, lúc trước ta đợi ở phượng tộc thời điểm, nghe nói qua Long Phượng tộc có không ít cấm địa, những lão tổ kia đoán chừng chính là cuộn mình ở trong cấm địa. Mặt khác 8 đại đồng minh đây, thái cổ thần giới thế nhưng là có 10 đại chủng tộc, làm sao chỉ có 9 đại đồng minh. Tiêu Phàm tựa như không thèm để ý chút nào có thể không thể gia nhập đồng minh, ngược lại càng thêm nghĩ muốn hiểu rõ những cái này đồng minh thực lực. Ma chủng tộc phản bội thái cổ thần giới, quy thuận dị ma. Nam Cung Tiêu Tiêu hết sức tức giận nói. Tiêu Phàm ngược lại là không lấy làm lạ, chuyện này, hắn sớm đã có phỏng đoán. Lúc trước hắn ở vạn tộc thí luyện cổ lộ trên, nhìn thấy phệ long trùng thời điểm, liền nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở thành sự thật. Âm linh tộc cùng tiên linh tộc đồng minh cũng rất cường thế, đều toát ra không ít cường giả, giữ được cuối cùng chừng 1000 cái địa hạt, thậm chí ẩn ẩn còn có khoa trương năng lực. Lăng Phong tiếp tục nói, mặt khác, kỳ lân tộc, hải tộc, huyền vũ tộc, lang tộc, nhân tộc thực lực ngược lại là không có quá nhiều xuất sắc địa phương, nhưng có một chút đều là chung, kia liền là không hiểu ra sao xuất hiện không ít cường giả. Tinh thần cổ thú tộc đây, Tiêu Phàm lại nghĩ tới điều gì? Cái này 10 đại chủng tộc cơ hồ đều gọp đủ, nhưng chỉ có tinh thần cổ thú tộc Lăng Phong lại không có nói tới, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tinh thần cổ thú tộc thần bí nhất, Lăng Phong thở sâu, nói cho tới nay, bọn họ ở thái cổ thần giới chiếm cứ địa vực cũng rất nhỏ, nhưng mà, dị ma tàn phá bừa bãi tứ phương thời khắc, chỉ có tinh thần cổ thú tộc địa hạt, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc trước dị ma còn không có xâm lấn phía trước, tinh thần cổ thú tộc cũng chỉ có hơn 1000 cái địa hạt, hiện tại cũng vẫn là như thế, có thể dị ma quả thực là không dám vào xâm.
Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Cái này còn không phải kỳ lạ nhất là, dị ma tựa như ở lui tránh tinh thần cổ thú tộc một dạng. Lăng Phong lại bổ sung một câu. A, Tiêu Phàm kinh ngạc. Dị ma thế nhưng là không sợ trời không sợ đất a, làm sao sẽ lui tránh tinh thần cổ thú tộc đây? Mấy tháng trước, có không ít dị ma xâm nhập tinh thần cổ thú tộc địa hạt, một bộ muốn đem tinh thần cổ thú tộc cương thổ đồ sát không còn một mảnh tư thế, có thể những cái kia dị ma tiến vào sau, lại cũng không có đi ra. Lăng Phong hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, việc này quả thật có chút quỷ dị. Bất quá hắn không cắt đứt Lăng Phong mà nói, hắn biết rõ, Lăng Phong còn có nói còn chưa dứt lời. Theo chúng ta thám tử hồi báo, bọn họ lúc trước thấy được một quả ngôi sao to lớn hạ xuống, cũng không có rơi đập ở trên thái cổ thần giới, hơn nữa, cái kia tinh thần tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lăng Phong hiển nhiên cũng khó che đậy chấn kinh chi sắc. Có người nói, cái kia tinh thần phía trên ẩn ẩn có tinh thần cổ thú tộc hình bóng, những cái kia dị ma trực tiếp bị tinh thần cổ thú tộc khí tức đánh giết. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Phàm trầm tư nửa ngày mới nói, khả năng này rất lớn, tinh thần cổ thú tộc vốn là đậu ở tinh thần phía trên, hơn nữa, lấy bọn họ hình thể, hơn vạn dị ma, đều không đủ bọn họ ăn, cái này ngược lại là. Lăng Phong khó được cười cười, nói, bất quá, mấy ngày trước đây, tinh thần cổ thú tộc đột nhiên đối ngoại tuyên bố, bọn họ cũng tạo thành một cái đồng minh, phù hộ tinh thần cổ thú tộc bất luận kẻ nào. Vậy những người khác thì sao? Chẳng lẽ liền không thể gia nhập? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Chúng ta chưa thử qua, nhưng là có một ít nhỏ yếu chủng tộc nếm thử qua, tất cả đều bị tinh thần cổ thú tộc đuổi ra ngoài. Lăng Phong lắc đầu, nói tất nhiên nhân tộc đồng minh không chứa chấp chúng ta, nếu không, chúng ta thử nghiệm gia nhập mặt khác đồng minh. Hiển nhiên, muốn gia nhập tinh thần cổ thú tộc đồng minh, là không thể nào. Không cần, bọn họ không cho chúng ta gia nhập, chủng tộc khác vậy thì càng thêm sẽ không. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đạo lý này, ai cũng minh bạch. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lão Tam, hiện tại, dị ma có lẽ sẽ kiêng kỵ chín đại đồng minh cường đại, không dám công kích bọn họ. Nhưng ta vô tận thần phủ, còn độc chiếm hơn mấy trăm địa hạt đây. Nam Cung Tiêu Tiêu lại là không lạc quan như vậy. Dị ma nếu như dám đến, ta liền để bọn hắn có đi mà không có về. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, lạnh giọng nói, thỏa hiệp, mãi mãi cũng không phải biện pháp, muốn sống sót, chỉ có chính chúng ta trở nên càng mạnh. Nhìn thấy hai người còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm nói tránh đi, lão đại, lão nhị, các ngươi cũng đột phá thánh tôn cảnh. Bây giờ dị ma xâm lấn, ngược lại cũng không cần tiến vào ma quật lịch luyện. Các ngươi cố gắng đột phá, ta còn chờ các ngươi cùng các ngươi kể vai chiến đấu đây, chúng ta sẽ. Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chăm miệng một lời, vô cùng kiên định nói. Chớp mắt đi qua số tháng, những ngày qua, thái cổ thần giới khó được cực kỳ bình tĩnh. Bất quá, vô tận thần phủ lại là nhấc lên một cỗ tu luyện triều dâng, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có người đột phá thánh tôn cảnh. Tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều đắm chìm trong đột phá mừng rỡ bên trong, tựa như đã hoàn toàn quên đi dị ma xâm lấn sự tình. Tiêu Phàm lại không có nhàn rỗi, thời gian mấy tháng đi khắp vô tận cổ cương hàng trăm hàng ngàn cái địa vực, bố trí vô số trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặc dù không nói vô tận thần phủ đã trở thành tường đồng vách sắt, nhưng Tiêu Phàm tự tin, chỉ cần không phải pháp tôn cường giả đột kích, hắn đều không sợ hãi. Tiêu Phàm lo lắng duy nhất là Diệp Thi Vũ, vừa đi mấy tháng đều chưa có trở về, vô trần thiên cung người, hắn cũng không biết xử trí như thế nào. Một ngày này, Tiêu Phàm vừa mới trở lại vô tận thần sơn, đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong hai người lo lắng đi tới. Lão Tam, dị ma đột kích, Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt hết sức ngưng trọng nói. Tới chỗ nào, Tiêu Phàm ngược lại là một chút cũng không kỳ quái. Bây giờ thái cổ thần giới kết thành chín đại đồng minh, thế lực khác cơ hồ đều gia nhập đồng minh bên trong, đạt tới vô tận thần phủ như vậy cấp độ thế lực, đoán chừng cũng chỉ có vô tận thần phủ chưa từng gia nhập đồng minh. Dị ma xâm lược thái cổ thần giới bị ngăn trở, tự nhiên muốn tìm về mặt mũi. Tất cả thế lực bên trong, cũng chỉ có vô tận thần phủ thích hợp bọn hắn nhất dùng để giết gà dọa khỉ. Đến cổ cương bên ngoài, cùng man hoang vô cương lân cận ma võ cổ vực.
Nam Cung Tiêu Tiêu hồi đáp, hận không thể lập tức tiến về cái kia cái gọi là ma võ cổ vực, cũng dị ma đại chiến một trận. Tu La Điện cùng Huyết U Điện người đã tiến về, chúng ta bây giờ đi qua. Lăng Phong hơi có chút lo lắng. Dị ma khí thế hùng hổ đột kích, khẳng định không đơn giản, một lần này, cũng sẽ không cùng lần trước một dạng, chỉ là phái một cái hạ phẩm nguyên tôn cùng mấy cái thượng phẩm thánh tôn đến. Mà một khi có trung phẩm nguyên tôn tới đây, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể ngăn cản được. Điện chủ, nghe nói dị ma đột kích, nhưng có dùng đến thuộc hạ địa phương. Lúc này, đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo sang sảng thanh âm, lại là Diệp Khuynh Thành đi từng bước một đi qua. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, hiển nhiên, gia hỏa này khí tức trên thân mạnh hơn. Diệp Khuynh Thành, ngươi lại đột phá. Nam Cung Tiêu Tiêu 10 điểm kinh ngạc nói. Ban đầu ở chiến hồn đại lục, Diệp Khuynh Thành thực lực và thiên phú mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng không có yêu nghiệt như thế a. Hiện tại, liền hắn Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong vậy mà đều theo không kịp hắn tốc độ tu luyện, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Tiêu Phàm lại là khẽ cười một tiếng, vô tận thần phủ hiện tại loại này tu luyện không khí cũng không tệ lắm, nhưng là, cũng không phải là mỗi người đều là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành lấy được, thế nhưng là kiếm ma truyền thừa, thời gian mấy tháng, ở vô số tài nguyên trồng chất phía dưới đột phá thượng phẩm thánh tôn cảnh, lại có gì ghê gớm đâu đây. Nếu như hắn không thể đột phá, cái kia ngược lại không bình thường. Tất nhiên người đến, cái kia theo ta cùng đi xem. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền hướng truyền tống điện đi đến. Truyền tống điện bên trong truyền tống trận, có thể trong nháy mắt đem gì một người, truyền tống đến vô tận cổ cương bên trong bất kỳ một cái nào địa vực, so Tiêu Phàm toàn lực tốc độ đi đường đều muốn nhanh hơn không ít. Cũng đúng lúc này, vô tận cổ cương cùng man hoang cổ cương giáp với chỗ, lại là mây đen tế nhật, vô số đen nhánh thần chu lơ lửng tại thiên địa. Phía trên đứng đầy dị ma, nguyên một đám hung thần ác sát, vô cùng kinh khủng. Trong đó một chiếc màu hoàng kim long hình thần chu phía trên, lại là ăn mặc thống nhất hoàng kim chiến giáp dị ma, bao lấy toàn bộ thân thể, chỉ có thể nhìn thấy từng đôi hai mắt đỏ bừng. Thần chu bong thuyền, nằm một đạo cồng kềnh thân ảnh, bắt chéo hai chân, một đôi màu hoàng kim tay gối lên đầu, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nó cái chữ rất nhỏ, chỉ có cao đến một thước, không, chuẩn xác mà nói, là dài một mét, toàn bộ thân thể nhìn qua tựa như một khỏa đại hình nhộng đồng dạng. Nhìn qua 10 điểm quỷ dị. Ở hắn một bên, nằm một đầu hoàng kim thần long trên người huyết nhục bị cắt mất không ít, hoàng kim huyết dịch còn như nước chảy tuôn ra, đem bong thuyền đều nhuộm thành kim sắc. Lúc này, một cái dị ma đang dùng đường rẽ cắm một khối chiếu lấp lánh hoàng kim long khối thịt, đưa tới cái kia cồng kềnh thân hình trong miệng. Cái kia dị ma một ngụm nuốt vào trong miệng, tân tân hữu vị nhai lấy. Hoàng kim huyết dịch từ hai bên của nó khóe miệng rơi xuống, nhìn qua hãi đến hoảng, để người không dám nhìn thẳng. Phệ Long đại nhân, vô tận cổ cương đến. Đột nhiên, một cái hoàng kim chiến giáp tu sĩ xuất hiện, một gối cung kính quỳ tại đó nhộng trạng dị ma trước người. Nếu như thái cổ thần giới người nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Cái này nhộng trạng dị ma, lại chính là lần này dẫn đội đánh vào thái cổ thần giới dị ma. Đây cũng quá giả rồi a, một đầu côn trùng, sẽ có khủng bố như vậy. Cút ngay, hoàng kim nhộng dị ma nghe vậy, đá một cái bay ra ngoài bên cạnh một cái dị ma, đứng dậy, di chuyển thân thể đi đến đầu thuyền, quan sát mênh mông đại địa. Xa xa nhìn tới, từng đầu sơn mạch long bàng hổ cứ, khí thế nguy nga, hùng hồn hết sức. Mấy vạn dặm chỗ, một tòa cự đại thành trì như ẩn như hiện, vô số hùng vĩ kiến trúc đứng vững trong đó. Lộ ra càng là dễ thấy. Phệ Long Ma Tôn liếm môi một cái, tựa như gặp được cái gì mỹ vị đồng dạng, ta ta cười nói, đi tới thái cổ thần giới, qua một cái thịt rồng nghiện, còn không chút thử qua thịt người đây. Phệ Long đại nhân nghĩ thử một chút nhân tộc thịt, vậy dĩ nhiên không thể tùy ý tìm một hai cái run dế qua loa tắc trách, chí ít cũng phải là nguyên tôn cảnh nhân tộc thịt mới rất tốt, thuộc hạ liền đi tìm một chút nhìn, có hay không nguyên tôn cảnh nhân tộc. Một bên cả người khoác hoàng kim chiến giáp dị ma nịnh nọt cười nói. Cái này địa phương cứt chim cũng không có, như thế nào lại có nguyên tôn cảnh đây? Một cái khác khiêng một chuôi hoàng kim lưỡi búa lớn dị ma khinh thường cười nói, bất quá cũng khó nói, lang tẫn phía trước mấy cái thuộc hạ, nghe nói chính là chết ở chỗ này. Hừ,
Hoàng Kim Chiến Giáp dị ma lạnh rên một tiếng, tức giận hướng về búa dị ma nói, tham mệnh, ta khuyên ngươi ngươi tốt nhất đừng khinh thường cái này vô tận thần phủ, đến lúc đó chết như thế nào, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Một cái thành lập không đủ 100 năm thế lực, có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Thánh tôn cảnh cao nhất a, gọi tham mệnh tu sĩ khinh thường cười một tiếng, nói ta ngược lại rất hiếu kỳ, người cái kia hạ phẩm nguyên tôn cảnh thuộc hạ, rốt cuộc là chết như thế nào. Tham mệnh, không muốn âm dương quái khí, có cái gì đều có thể ở Vệ Long đại nhân trước mặt nói rõ ràng. Lang Tấn sát khí nặng nề nhìn xem tham mệnh, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Tốt rồi, Vệ Long ma tôn khoát khoát tay, hai người thanh âm đột nhiên ngừng lại. Nó lại nói, cẩn thận một chút dĩ nhiên không có làm, những ngày qua, chúng ta xác thực đụng phải không ít cái đinh. Nhưng tham mệnh cũng nói đúng, một cái không đủ 100 năm thế lực, có mạnh hơn lại có thể thế nào. Bản tôn một tay có thể diệt, Phệ Long đại nhân thần uy, tham mệnh cùng Lang Tẫn hai người vội vàng cung kính bái nói. Ở đâu ra chó sủa? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh. Người nói một tay có thể diệt, hiện tại diệt cho ta xem một chút. Hiện tại diệt cho ta xem một chút. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại hư không, rất nhiều dị ma giật nảy mình, bọn họ căn bản là không có phát hiện có người tới gần, đây nếu là ám sát bọn họ, chẳng phải là đều phải chết. Theo thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy bóng người lăng không mà đứng, cầm đầu là một cái hắc bào nam tử, tóc đen trong gió cuốn lên. Tướng mạo mặc dù không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng lại trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ bá khí, để người nhìn mà phát khiếp. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm một chuyến. Hắn không mang mấy người, chỉ là mang theo Diệp Khuynh Thành, Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong hai người vừa mới đột phá thánh tôn cảnh không lâu, mặc dù những ngày qua một mực cùng dị ma chém giết, tu vi ổn định lại, nhưng Tiêu Phàm vẫn là không có để bọn hắn mạo hiểm. Hai người chính mang theo Tu La Điện cùng Huyết U Điện người trấn thủ ở ma khí cổ thành, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Tiêu Phàm bốn người. Tự tìm cái chết, khiêng Hoàng Kim cự phủ đầu Lang Tấn tức giận quát lớn, cường đại khí tức quét sạch mà ra, hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Ngũ tinh ma tôn uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Tiêu Phàm bốn người lại là không hề bị lay động, tựa như hoàn toàn không nhìn Lang Tấn khí thế một dạng. Hai cái hạ phẩm nguyên tôn, hai cái thượng phẩm thánh tôn, cũng dám đến ngăn cản chúng ta. Tham mệnh cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Hắn thấy, bọn họ nơi này, thế nhưng là có không ít tứ tinh ma tôn, căn bản không cần mấy người bọn hắn ngũ tinh ma tôn xuất thủ, liền có thể tùy ý nghiền sát Tiêu Phàm bốn người. Ai là Phệ Long ma tôn? Tiêu Phàm ánh mắt quét mắt Hoàng Kim Thần Chu, lăng lệ đến cực điểm. Giết ngươi, không cần Phệ Long đại nhân xuất thủ. Lang Tấn quát lạnh một tiếng, cầm trong tay Hoàng Kim cự phủ hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà đến. Tiêu Phàm nhíu mày, lúc này, bên cạnh Trúc Hồng Tuyết đột nhiên tiến lên một bước, hai tay cầm quỷ đầu đao xông tới, trên người bùng nổ khí thế, vậy mà không thể so Lang Tấn kém bao nhiêu. Oanh, hai người hung mãnh giao đánh nhau, hư không bỗng nhiên nổ tung, kinh khủng hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Đám người lờ mờ nhìn thấy hai người thân ảnh ở hư vô loạn lưu bên trong nhanh chóng va chạm. Lang Tấn, ngươi thật đúng là phế vật, liền một cái hạ phẩm nguyên tôn đều bắt không được. Tham mệnh nhìn không được giễu cợt nói, quanh thân tản ra một nguồn năng lượng kết giới, đem tất cả hư vô loạn lưu chống đối bên ngoài. Tiêu Phàm, Phệ Long ma tôn không phải là đầu kia côn trùng a? Lúc này, Khương Ách đột nhiên cổ quái chỉ giống như nhộng trạng Phệ Long ma tôn nói. Côn trùng, lời này vừa nói ra, một đám dị ma bỗng hít một hơi lạnh, tựa như hai chữ này phạm kiêng kỵ gì đồng dạng, không ít dị ma càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Tham mệnh cũng là kinh ngạc nhìn Khương Ách, nhìn về phía Tiêu Phàm mấy người ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một đám người chết. Tiêu Phàm lộ ra vẻ không hiểu, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Phệ Long ma tôn thân thể chính đang khẽ run lấy, không biết là phẫn nộ vẫn là làm sao. Hô! Sau một khắc, Phệ Long ma tôn bỗng tại chỗ biến mất, bỗng nhiên hướng về Khương Ách đánh tới, tốc độ đã đạt đến cực hạn, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Khương Ách trước người. Khương Ách cố nhiên là thiên ách chi nhân, người đến gần hắn đều phải xúi quẩy. Nhưng là, hắn cùng với Phệ Long ma tôn ở giữa thực lực chênh lệch quá xa, căn bản chưa kịp phản ứng,
Phệ Long Ma Tôn đã tới trước người hắn. Cẩn thận, Tiêu Phàm đột nhiên kinh hô một tiếng, tốc độ đã đạt đến cực hạn, một kiếm hoành không chém ra. Cũng may Khương Ách liền ở bên cạnh hắn, lấy hắn tốc độ công kích, ngược lại là không kém gì Phệ Long Ma Tôn bao nhiêu, một kiếm giết ra, trong nháy mắt ngăn ở Phệ Long Ma Tôn trước người. Phệ Long Ma Tôn nếu như muốn giết Khương Ách, Tiêu Phàm một kiếm phía dưới, hắn cũng tất nhiên bất tử tức tàn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Phệ Long Ma Tôn đột nhiên đã ngừng lại thân hình, tại hư không lật cái bổ nhào, lại nhanh chóng về tới tại chỗ. Tu sĩ tầm thường, căn bản không có nhìn thấy động tác của hắn, có thể nghĩ tốc độ của hắn nhanh chóng. Trở lại nguyên địa, Phệ Long Ma Tôn hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, nói, so với ta tưởng tượng mạnh, lúc này mới có chút ý tứ. Có ý tứ sao? Tiêu Phàm không thể phủ nhận Phệ Long Ma Tôn thực lực rất mạnh, nhưng là, còn ở hắn phạm vi chịu đựng lực lượng. Từ vừa rồi một kích thực lực phán đoán, nếu như toàn lực thi triển, bằng vào lực lượng cùng bản nguyên chi lực, hắn là không kém gì Phệ Long Ma Tôn. Chỉ là tốc độ hơi có không bằng, trừ phi hắn có thể đủ dài thời gian thi triển thời không na di thiểm, bằng không không quá dễ dàng theo kịp Phệ Long Ma Tôn tốc độ. Bất quá thật muốn một trận chiến, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi chút nào, chân chính hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Bốn người tới chặn bản tôn thật đúng là bội phục ngươi dũng khí, vừa vặn, bản tôn liền để một đám thuộc hạ cùng các ngươi chơi đùa. Phệ Long Ma Tôn nghiền ngẫm cười một tiếng. Chơi đùa, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nói, hôm nay ta là tới cảnh cáo. Cảnh cáo, tiểu tử này chẳng lẽ điên, nho nhỏ hạ phẩm nguyên tôn, cũng tới cảnh cáo chúng ta. Dị ma nghe được lời nói của Tiêu Phàm, lập tức cười như điên không ngừng, tựa như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười một dạng. Một cái hạ phẩm nguyên tôn, cảnh cáo một đám tứ tinh ma tôn, thậm chí ngũ tinh ma tôn, không phải khôi hài thì là cái gì chứ? A Tiêu Phàm lại là giễu cợt cười một tiếng, khóe miệng dương lên một đạo thật nhỏ đường cong. Ầm ầm, đột nhiên, từng đợt nổ vang truyền ra, lại là nhìn thấy dị ma từng chiếc thần chu đột nhiên nổ tung lên, kim sắc quang mang chiếu sáng không ít địa hạt. Vô số dị ma bị kim sắc quang mang nuốt hết, hóa thành cho bụi, cái gì đều không lưu lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám kia dị ma tiếng cười cũng đột nhiên ngừng lại, trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Bốn người này, rõ ràng ngay ở chỗ này a, làm sao có thể ở tại bọn hắn không coi vào đâu thiết lập ván cục giết bọn hắn người. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Một đám dị ma lúc này mới nhớ tới Tiêu Phàm lời nói mới rồi, gia hỏa này, đúng là đến cảnh cáo bọn họ. Hơn nữa cái này cảnh cáo, có vẻ như rất có phân lượng. Lúc này, Phệ Long Ma Tôn lấy tay vung lên, những cái kia kim quang bỗng nhiên bị ngăn cản ở ngoài, Tiêu Phàm sử dụng phá diệt chi lực, có thể nổ chết trung phẩm thánh tôn phía dưới tu sĩ, nhưng lại không cách nào đối nguyên tôn cảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loại này bị tạc chết cảm thụ làm sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ước lượng trong tay một đoàn phá diệt chi lực, rất có một bộ uy hiếp tư thế. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bản tôn, Phệ Long Ma Tôn tức giận rồi. Trước mắt nhân tộc tiểu tử, vậy mà ở ngay trước mặt hắn người giết hắn, hắn có thể bình tĩnh mới là lạ chứ. Đúng vậy a, ta chọc giận ngươi, ngươi lại muốn thế nào đây? Đến đánh ta a, Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh cười nói, không sợ nói cho ngươi, vừa rồi nổ tung chỉ là món ăn khai vị mà thôi, vật như vậy, ta chuẩn bị một vạn phần ném ngươi lão xảo huyệt. Ngươi dám? Phệ Long Ma Tôn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chúng ta nếu như đều phải chết, cái kia còn có cái gì không dám. Tiêu Phàm vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, ngươi có thể thử xem, có lẽ ngươi có thể giết ta vô tận thần phủ người, nhưng là ngươi tuyệt đối không giết chết được ta. Cuồng vọng, không đợi Phệ Long Ma Tôn mở miệng, tham mệnh lại là cười khinh bỉ, không cần Phệ Long đại nhân xuất thủ, ta liền có thể lấy tính mạng ngươi. Ngươi có thể thử xem, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Vẫn là mới vừa câu nói kia, chỉ là nụ cười trên mặt cũng chậm chậm bị một loại lạnh như băng lăng lệ thay thế. Tham mệnh trên mặt cường thế trong nháy mắt biến mất, trở nên hết sức âm trầm. Chẳng biết tại sao, cái này hạ phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ, nhưng hắn có một loại phát ra từ nội tâm e ngại, nhất là vừa rồi không chút do dự chém về phía Phệ Long Ma Tôn một kiếm, càng là để hắn có chút ra đầu tê dại.
Chí ít, đổi lại là hắn, là không thể nào nhanh như vậy kịp phản ứng, hơn nữa còn đánh lui Vệ Long Ma Tôn. Làm sao, dị ma cũng tham sống sợ chết. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Tham Mệnh, đáy mắt chỗ sâu lại là đằng đằng sát khí. Hôm nay, hắn thật đúng là muốn giết một cái trung phẩm nguyên tôn, đến hảo hảo trấn nhiếp một chút cái này chút dị ma. Đáng tiếc, cái này Tham Mệnh cùng với những cái khác dị ma có chút khác biệt, cũng không thụ hắn khích tướng. Bất quá Tiêu Phàm vẫn không có ý tứ buông tha, tiếp tục nói, đường đường ngũ tinh ma tôn, lại ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, còn muốn tiến công thái cổ thần giới, theo ta thấy, không bao lâu, các ngươi cũng phải bị đuổi đi ra, đến lúc đó, ta thái cổ thần giới, tất nhiên chà đạp các ngươi thái nhất thánh giới. Tự tìm cái chết, Tham Mệnh gầm thét một tiếng, cũng nhịn không được nữa, lấy ra một chuôi đen nhánh trường kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trước mặt nhiều người như vậy chào phúng thái nhất thánh giới, nếu như hắn lúc này liền đứng ra dũng khí đều không có, vậy sau này còn thế nào ở tại bọn hắn trong tộc nhân ngẩng đầu làm người. Chủ yếu nhất là, chào phúng hắn vẫn chỉ là một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh, chẳng lẽ mình đường đường ngũ tinh ma tôn, thật liền dũng khí xuất thủ đều không có sao. Nhìn thấy Tham Mệnh xuất thủ, Tiêu Phàm khóe miệng giơ lên một vòng cong cong đường cong, hiển nhiên, đây chính là kết quả hắn muốn. Mắt thấy Tham Mệnh sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên như một đầu thức tỉnh cổ long, toàn thân bộc phát ra hết sức khí thế kinh khủng, túc sát kiếm khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Ở dưới chân hắn, càng là ngưng tụ thành một cái biển máu, vô cùng vô tận sát khí đang cuộn trào. Sát lục, đồ tể trường, Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, vô cùng vô tận huyết sát chi quang từ bốn phương tám hướng vây công Tham Mệnh ma tôn, còn chưa chân chính tới gần Tiêu Phàm. Trên người hắn liền xuất hiện từng đạo vết rách. Cường thế, khủng bố, giờ khắc này, dường như trở thành Tiêu Phàm đại danh từ. Hơn 5.000 nguyên bản nguyên chi lực, 9/10 khống chế độ, đây cũng không phải là nói giỡn thôi, Tiêu Phàm có thể phát huy sát lục bản nguyên chi lực một kích mạnh nhất, thế nhưng là tương đương với 4.500 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ bùng nổ uy lực. Phải biết. Bình thường ngũ tinh ma tôn tối đa cũng liền có thể nắm vững 6.000 bản nguyên chi lực mà thôi, cho dù hắn khống chế độ đạt đến 5 thành, cũng mới 3.000 nguyên bản nguyên chi lực mà thôi. Giữa hai người chênh lệch, quá lớn, làm Tiêu Phàm giơ lên trong tay tu la kiếm chém xuống một kiếm thời khắc, Tham Mệnh ma tôn cũng có chút hối hận tự đứng ra giết Tiêu Phàm cái này hạ phẩm nguyên tôn. Hắn nghĩ lui, nhưng là cái kia vô cùng vô tận huyết sát chi kiếm tập trung vào hắn. Căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Chết, Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, cơ hồ trong nháy mắt điều động tất cả sát lục bản nguyên chi lực, được không do dự một kiếm chém xuống. Đám người chỉ thấy một chuôi ngập trời huyết kiếm lăng không chém xuống, cả mảnh trời khung đều bị xé thành hai nửa. Đối mặt một kiếm này, dù cho Phệ Long Ma Tôn cũng cảm nhận được một cỗ cường đại nguy cơ. Hắn cái này lục tinh Ma Tôn, nhiều nhất bản nguyên chi lực cũng mới 1 vạn mà thôi. Khống chế độ đạt tới 6 thành, cũng mới có thể phát huy ra 6.000 bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Đáng tiếc, hắn cũng không tính là đứng đầu nhất lục tinh ma tôn, mặc dù hắn bản nguyên chi lực đến gần vô hạn 6 thành, nhưng hắn khống chế độ cũng mới 5 thành, cái này đã nhường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nói cách khác, Phệ Long ma tôn thực lực chân chính, cũng kém không nhiều là 5.000 không tới bản nguyên chi lực, cùng Tiêu Phàm không kém nhiều. Đây cũng là Phệ Long Ma Tôn kinh ngạc như thế nguyên nhân, hắn thậm chí có chút không tin, Tiêu Phàm chỉ là một cái hạ phẩm nguyên tôn. Giống Tham Mệnh Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đột nhiên toát ra vô số bóng đen, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Nhưng mà, còn không tới kịp rời đi phiến kia huyết hải, tất cả bóng đen đều bị kiếm khí xé nát, Tham Mệnh Ma Tôn thổ huyết không ngừng. Hiển nhiên, một chiêu kia mới vừa rồi, chính là hắn đào mệnh thủ đoạn. Đáng tiếc bị Tiêu Phàm phá, hiện tại bản thân bị cực lớn phản phệ. Phệ Long đại nhân, cứu ta! Tham Mệnh ma tôn giống to, trên mặt lộ ra hết sức vẻ sợ hãi. Mặt khác dị ma cũng dọa cho phát sợ, Tham Mệnh ma tôn thực lực, thế nhưng là trừ bỏ Phệ Long ma tôn bên ngoài, một trong mấy người mạnh nhất a. Nhưng hiện tại, lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn giết cầu xin tha thứ, cái này khiến bọn họ cảm thấy không chân thực. Ngươi dám! Phệ Long Ma Tôn cũng kinh hãi Tiêu Phàm kinh khủng thực lực, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mình ngũ tinh Ma Tôn thuộc hạ bị một cái thái cổ thần giới tu sĩ giết chết. Thân hình hắn lóe lên,
trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, không thể không nói, Phệ Long Ma Tôn vẫn là cực kỳ thông minh, hắn không có trực tiếp cứu tham mệnh Ma Tôn, mà là nghĩ đến đánh lén Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nếu như muốn giết tham mệnh Ma Tôn, tất nhiên sẽ tiếp nhận Phệ Long Ma Tôn cường thế một đòn, đến lúc đó không chết cũng tàn phế. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là tốc độ không giảm mảy may, không sợ hãi chút nào một kiếm chém xuống. Tuyên cổ thông thông, cùng lúc đó, Tiêu Phàm bên người đột nhiên toát ra một bóng người, kinh khủng thời không chi lực nở rộ mà ra, trong nháy mắt bao phủ Phệ Long Ma Tôn. Sau một khắc, Phệ Long Ma Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn chỉ cảm giác bản thân tu vi tựa như ở đảo lưu một dạng. 1.000 năm, 3.000 năm, 7.000 năm, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn dường như liền trở về vạn năm trước đó, tu vi cũng sắp rơi xuống ngũ tinh Ma Tôn. Còn tốt hắn kịp thời từ bỏ, cực tốc lui lại, từ Tiêu Phàm thời không chi lực trong vòng vây chạy ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ mang theo không thể tin kinh khủng. Thời không bản nguyên, gọt ta vạn năm tu vi, Phệ Long Ma Tôn nội tâm hết sức sợ hãi. Tiêu Phàm một kích này, tương đương với tước mất hắn vạn năm tu vi, cũng may hắn sống đủ lâu đời, vạn năm trước đó, hắn vừa lúc đột phá Phệ Long Ma Tôn. Nếu như thời gian lại hướng phía trước một chút xíu, hắn tu vi sẽ phải rơi xuống ngũ tinh Ma Tôn, thậm chí tứ tinh Ma Tôn. Nghĩ vậy, Phệ Long Ma Tôn hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Chảm, Tiêu Phàm không để ý đến Phệ Long Ma Tôn, mà là một kiếm chém xuống. Hốt hoảng chạy trốn tham mệnh Ma Tôn lại cũng không chỗ có thể trốn, trợn to hai mắt trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm một kiếm rơi xuống, đem hắn thân thể một phân thành hai. Làm sao sẽ? Tham mệnh Ma Tôn để lại một câu nói, thân thể bỗng từ giữa đó vỡ ra, hắc sắc huyết vũ vẩy ra tứ phương, thê thảm đến cực điểm. Chí tử, hắn đều không nghĩ tới, bản thân sẽ chết ở một cái hạ phẩm nguyên tôn trong tay. Tê khắp nơi một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Tất cả dị ma nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tràn đầy hoảng hốt, kiếm chảm tham mệnh Ma Tôn, đẩy lui Phệ Long Ma Tôn. Đây quả thật là một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ có thể phát huy thực lực sao? Khương Ách cùng Diệp Khuynh Thành hai người cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế biến thái. Gia hỏa này, chẳng lẽ một mực đều đang ẩn tàng thực lực? Bất quá bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm kiếm chảm ngũ tinh Ma Tôn, đẩy lui lục tinh Ma Tôn, tất nhiên trở thành một đoạn giai thoại. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là căn bản không để ý. Mà là cầm kiếm mà đứng, tóc dài đen nhánh trong gió cuốn lên, lạnh lùng hướng về Phệ Long Ma Tôn nói, quay lại đây nhận lấy cái chết. Quay lại đây nhận lấy cái chết, Tiêu Phàm bá đạo vô cùng thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không, hắn giống như một tôn cái thế Ma Tôn, hung uy vô hạn, chấn động đến thiên khung run rẩy. Ở đây dị ma cảm giác liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Ngươi không thấy được Phệ Long Ma Tôn đều không giết được hắn sao, bọn họ những cái này ngũ tinh Ma Tôn phía dưới tu vi người, như thế nào Tiêu Phàm đối thủ? Hiện tại đi lên, ai dám đi chịu chết? Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản tôn không giết được ngươi? Phệ Long Ma Tôn dày đặc khí lạnh nói. Mặc dù Tiêu Phàm thời không bản nguyên tuyệt kỹ rất đáng sợ, nhưng là, hắn không tin Tiêu Phàm có thể một mực sử dụng. Bản nguyên tuyệt kỹ? Đối tự thân bản nguyên chi lực tiêu hao, thế nhưng là cực lớn. Nhưng hắn Phệ Long Ma Tôn, lại cầm giữ có vô số đếm không hết thuộc hạ, những người này, coi như hao tổn cũng có thể mài chết Tiêu Phàm. Không cần nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh lùng, từng bước một hướng về Phệ Long Ma Tôn vị trí Hoàng Kim Thần Chu đi đến, kinh khủng sát khí, để người nhìn mà phát khiếp. Phệ Long Ma Tôn híp híp vốn là rất ánh mắt. Có trong nháy mắt trù trừ. Tất nhiên ngươi không động thủ, vậy ta động thủ. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, sau một khắc, hắn lấy tay vung lên, một bóng người bỗng nhiên hiện lên. Cùng lúc đó, 300 người khoác hắc sắc ma giáp thượng phẩm thánh tôn đồng thời xuất hiện, người cầm đầu, chính là đệ lục ma vệ doanh chiến soái Ma Đồng. Tiêu Phàm đột phá hạ phẩm nguyên tôn, Ma Đồng tu vi cũng giải phong nhất trọng, đạt đến hạ phẩm nguyên tôn. Mà đệ lục ma vệ doanh 300 ma vệ, cũng đạt tới thượng phẩm thánh tôn. Nếu như chỉ là 300 thượng phẩm thánh tôn, dị ma một phương cũng sẽ không e ngại, mấu chốt là bọn họ 300 người tán phát khí tức, so hạ phẩm nguyên tôn còn kinh khủng hơn. Giết,
Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, không đợi Phệ Long Ma Tôn động thủ, hắn một chiêu kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ kiếm thể chém ra, mảng lớn thần chu hóa thành cho bụi, vô số dị ma chết thảm. Phệ Long đại nhân, chúng ta cùng bọn hắn liều. Khác thường ma cường giả tức giận quát to. Từ bọn họ giáng lâm thái cổ thần giới đến nay, vẫn luôn là bọn họ ở đại khai sát giới, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại ở ngay trước mặt bọn họ đại khai sát giới, cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận. Không đợi Phệ Long Ma Tôn mở miệng, đột nhiên, Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuyên cổ thông thông, thời không bản nguyên tuyệt kỹ thi triển, quỷ dị năng lượng ba động đảo qua mấy trăm dị ma. Những cái kia dị ma, không ít trực tiếp thành xương khô, hiển nhiên, những cái này dị ma là xương khô đản sinh linh trí. Cũng có dị ma trở thành hài nhi, một thân tu vi bị gọt sạch, Tiêu Phàm một ý niệm, liền tiêu diệt bọn họ. Phệ Long Ma Tôn trốn được tính nhanh, tránh thoát một kiếp, nhưng hắn nhìn thấy bản thân thuộc hạ bị tàn sát một màn, dĩ nhiên phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hồn táng đảm. Bởi vì Tiêu Phàm cái này thời không bản nguyên tuyệt kỹ, không chỉ là nhằm vào người nào đó, mà là nhằm vào đoàn thể đại sát chiêu. Bọn họ dị ma sở dĩ cường đại, chủ yếu nhất cũng là bởi vì số lượng nhiều, một khi phân tán, liền đã mất đi một loại cường đại ưu thế. Nhưng nếu không phân tán, Tiêu Phàm một chiêu tuyên cổ thông thông xuống tới, một đám chẳng phải là đều phải chết. Phệ Long Ma Tôn lâm vào lưỡng nan cảnh giới, mấy tức về sau, mới cắn răng nói, rút lui. Dứt lời, Phệ Long Ma Tôn cũng không để ý mặt khác dị ma, dẫn đầu hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Số trùng, có ngon thì đừng chạy. Lần sau đừng để tiểu gia gặp lại ngươi, bằng không, xảo lăn xú trùng. Tiêu Phàm thấy thế, mặt ngoài giận mắng không thôi, nhưng trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn một người chém giết tham mệnh ma tôn, chấn nhiếp dị ma, nhưng là, hắn căn bản không có áp đảo tính thắng lợi. Phải biết, Phệ Long ma tôn thuộc hạ thế nhưng là có mấy cái ngũ tinh ma tôn đây. Nhất là tứ tinh ma tôn, càng là mấy chục gần trăm. Tiêu Phàm mặc dù có đệ lục ma vệ doanh, cũng không khả năng là đối thủ. Ngoài ra còn có một điểm, mới là quyết định thắng bại mấu chốt, kia liền là vô tận thần phủ không có viện quân, mà dị ma một phương có thể liên tục không ngừng có người ủng hộ. Tiêu Phàm cũng không biết Phệ Long Ma Tôn vì sao sẽ đào tẩu, có lẽ, khả năng nhất một điểm là, Phệ Long Ma Tôn cũng là hạng người ham sống sợ chết. Bất quá, cũng có thể là nguyên nhân khác. Đệ lục ma vệ doanh đại sát tứ phương, Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, những cái này xú trùng, giết chết một chút cũng tốt. Sau nửa ngày, dĩ ma toàn bộ đều không thấy bóng dáng, một đám ma vệ doanh tu sĩ tất cả đều bị ma đồng thu vào cung điện bên trong. Tiêu Phàm nhìn qua dĩ ma thoát đi phương hướng, trở nên thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Phủ chủ, Diệp Khuynh Thành đột nhiên mở miệng nói, ngươi cảm thấy... Bằng cái này Phệ Long Ma Tôn cũng có thể quét ngang thái cổ thần giới sao? Tiêu Phàm không có mở miệng, nhưng hắn trong lòng đã sớm có đáp án của mình. Đáp án chính là, không thể. Phải biết, 10 đại chủng tộc thế nhưng là toát ra không ít thượng phẩm nguyên tôn cảnh lão tổ A, Phệ Long Ma Tôn đừng nói muốn quét ngang thái cổ thần giới, chính là hủy diệt bất kỳ một cái nào đại chủng tộc đều khó có khả năng làm được. Thế nhưng là, vì sao Phệ Long Ma Tôn lãnh đạo dị ma? Còn xâm chiếm thái cổ thần giới gần 8 vạn địa vực đây. Có phải hay không còn có cường đại hơn dị ma ở sau lưng? Bằng không mà nói, 9 đại đồng minh đã sớm xuất thủ phản kích A. Khương Ách hợp thời mở miệng, nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nhịn không được vuốt vuốt thái dương huyệt, nói, nếu thật là như thế, vậy liền hơi rắc rối rồi. Thượng phẩm nguyên tôn, hắn liền sợ mang dọa. Còn có thể chấn động ở một thời gian ngắn, nhưng nếu là có pháp tôn cảnh cường giả, hắn là dọa không ngừng. Bất quá ta cảm thấy, ở pháp tôn cảnh trong mắt cường giả, chúng ta vô tận thần phủ hẳn là không bị để vào mắt, vì lẽ đó tạm thời mà nói hẳn không phải là rất nguy hiểm. Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói. Vì sao, Khương Ách không hiểu, cũng có thể là pháp tôn cảnh cường giả điều động Phệ Long Ma Tôn đến đây. Khả năng này không lớn. Tiêu Phàm lắc đầu. Nói cho đến nay, chúng ta còn chưa từng nghe nói qua thất tinh ma tôn bất cứ tin tức gì, thái cổ thần giới, tạm thời mà nói hẳn là không có thất tinh ma tôn. Cho dù là có, cũng nhất định là trong bóng tối, có thể ai nào biết, thái cổ thần giới không có pháp tôn cảnh cường giả đây.
Ta đột nhiên phát hiện, đây là tổng thể. Cờ, Diệp Khuynh Thành mấy người kinh ngạc. Không sai, từ nơi sâu xa, ta có loại ý nghĩ, đây là hai cỗ thế lực ở giữa đánh cờ, lấy thái cổ thần giới làm bàn cờ, chúng sinh đều là quân cờ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ai có như vậy đại thủ bút, dù cho Thiên Hoàng cũng làm không được a. Trúc Hồng Tuyết trực tiếp phủ định nói. Thiên Hoàng có lẽ là làm không được, Tiêu Phàm cũng không có phủ nhận, lại nói, có thể các ngươi có nghĩ tới không, thái cổ thần giới tất nhiên có nhiều như vậy nguyên tôn cường giả, còn có kiếm tà vương vậy chờ siêu cấp cường giả, vì sao bọn họ không phong bế vạn tộc thí luyện cổ lộ dị ma thông đạo đây? Lấy bọn hắn thực lực, phong bế một cái thông đạo rất khó sao? Nhưng bọn hắn không có đi làm, ngược lại bỏ mặc dị ma tiến đến, các ngươi có nhớ hay không đến một loại khả năng? Nuôi chung. Diệp Khuynh Thành thốt ra, đem hắn bản thân giật nảy mình, chúng ta đều là bọn họ nuôi chung, lẫn nhau chém giết ra cường đại nhất chung. Phủ chủ đoán không sai, chúng ta khả năng, đều là quân cờ. Mấy người nghe vậy, cũng tất cả đều bị cái này phỏng đoán đáng sợ dọa cho phát sợ, rơi vào trong trầm tư. Trở về, thật lâu, Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng về ma khí cổ thành bay đi. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời. Tựa như mình bị từng đôi mắt hướng về đồng dạng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ác liệt, nói chúng sinh làm cờ cũng tốt, chỉ ít ta Tiêu Phàm, không cam lòng vì cờ. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới kiếm ma tình nguyện tác thành cho hắn, cũng không ra tay với hắn sự tình. Hắn trên người có quá nhiều nhân quả, khả năng cũng chính bởi vì những cái này nhân quả, hắn Tiêu Phàm trở thành không ít người quân cờ. Còn chưa đủ mạnh a, ta nếu đạt tới thiên tôn. Thậm chí vượt qua, người đời ai lại dám lấy ta là cờ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Bảo hộ vô tận thần phủ, là trách nhiệm của hắn cùng mộng tưởng. Nhưng hắn cũng biết, có lẽ, hắn cái gọi là bảo hộ, ngược lại là ở giết hại vô tận thần phủ người. Chỉ có bọn họ trở nên mạnh hơn, trở thành trong mắt người khác càng mạnh cổ trùng, mới có càng nhiều cơ hội sinh tồn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng bắt đầu minh bạch. Vô tận thần phủ muốn tiếp tục trường tồn, trừ hắn Tiêu Phàm thực lực mạnh lên bên ngoài, vô tận thần phủ tất cả mọi người, đều phải càng mạnh. Mà cái gọi là cường đại, cũng không phải miệng nói một chút liền có thể trở nên mạnh mẽ, mà là cần không ngừng rèn luyện. Rèn luyện, nói thẳng thắn hơn, chính là chém giết. Chỉ có từ vô số trong núi thây biển xác chém giết đi ra, mới có thể trở nên càng mạnh. Tiêu Phàm không chỉ là lúc nào trở lại ma khí cổ thành. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm đến về sau, nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, tất cả đều hoảng hồn. Tiêu Phàm nhưng là bọn họ người đáng tin cậy, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối vô tận thần phủ mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lão Tam, thế nào? Thẳng đến trở lại đại điện, Nam Cung Tiêu Tiêu mới chủ động mở miệng hỏi, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Tiêu Phàm thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nói, lão đại, lão nhị, ta hiện tại mới phát hiện, coi ta trở nên càng mạnh thời điểm, ta liền càng sợ người bên cạnh chết đi, nhiều năm như vậy, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, Nam Cung Tiêu Tiêu hai người thở dài một hơi. Nam Cung Tiêu Tiêu nhịn không được nói, ai nói không phải đây, có ít người càng già càng thích mệnh, chúng ta cũng không phải sợ bản thân chết rồi, mà là sợ người bên cạnh chết. Ta biết lão Tam đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Lăng Phong cười cười nói, chúng ta những người này không có thay đổi gì, chỉ là, về sau gia nhập người, thiếu chúng ta lúc trước loại kia sơ lộ tranh vanh khí thế. Không sai, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, ý vị thâm trường nói, cho nên, ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, chém giết dị ma, dĩ nhiên có thể từ vô tận thần phủ lấy được chỗ tốt. Nhưng là, Tiêu Phàm thoại âm nhất chuyển, ngữ khí cũng trở nên sắc bén lên, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền phải gặp nhất định trừng phạt, không có thúc giục, lại như thế nào tiến bộ. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong điểm một cái, bọn họ bây giờ suy nghĩ là, làm sao cho mọi người một đám áp lực, để bọn hắn trở nên càng mạnh. Lão Tam, loại phương pháp này không sai, có thể cổ vũ bọn họ đi chém giết dị ma, nhưng là, còn thiếu khuyết một vài thứ. Nam Cung Tiêu Tiêu lại bổ sung một câu. Không sai. Vô tận thần phủ không ít người sống an nhàn sung sướng rất nhiều năm, đã sớm quên, chúng ta là từ giết chóc bên trong đi ra. Lăng Phong cũng nói một cách vô cùng trịnh trọng,
bọn họ còn thiếu khuyết say sưa sảng khoái một trận chiến. Dừng một chút, Lăng Phong tiếp tục nói, kỳ thật vừa rồi ta chỉ muốn nói Lão Tam, người bất cứ lúc nào cũng nghĩ Vô Tận Thần Phủ, đứng mũi chịu sào, đây là chuyện tốt. Nhưng là, cũng đồng dạng là một chuyện xấu, bởi vì ngươi gánh chịu quá nhiều, mà để cho chúng ta không thấy cơ hội lịch luyện. Ta biết, ngươi là sợ chiến đấu chết người, có thể ngươi cũng thấy đấy, Huyết U Điện cùng Tu La Điện các huynh đệ chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng lại ngay cả dị ma hình bóng cũng không thấy đến. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, nếu như thường xuyên dạng này, bọn họ tất nhiên cũng sẽ lười biếng, đến lúc đó gặp gỡ chân chính dị ma. Lăng Phong không có nói tiếp, hắn tin tưởng Tiêu Phàm hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, Lăng Phong xác thực nói đến trong tâm khảm của hắn. Hắn rất sợ chết người, nhất là bản thân thân bằng hảo hữu, có thể chiến đấu, chỗ nào có thể không chết người đây. Bây giờ, dị ma xâm nhập thái cổ thần giới, còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau này chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ tấp nập, thậm chí so ma quật còn muốn tấp nập. Đến lúc đó, Vô Tận Thần Phủ tất nhiên sẽ chết không ít người. Lão Tam, ngươi nếu như lo lắng, về sau xuất thủ, tận lực giao cho các huynh đệ, chỉ có hoàn toàn vượt qua các huynh đệ năng lực chịu đựng, ngươi lại ra tay làm sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói. Tốt, Tiêu Phàm ngược lại là trịnh trọng gật đầu, hắn xác thực cần cải biến mọi chuyện đi đầu thói quen, trầm ngâm mấy tức lại nói, bất quá, dạng này còn chưa đủ. Không đủ, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong kinh ngạc. Từ giờ trở đi, ta Vô Tận Thần Phủ bắt đầu phản kích dị ma. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hai người các ngươi, tăng thêm ta sư huynh Huyết Vô Tuyệt, Kình Thiên, các ngươi bốn người, các mang một đạo đại quân từ tứ phía xuất phát, thu hồi ta nhân tộc mất đất. Lão Tam, việc này tử có phải hay không quá lớn? Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói. Bước chân quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng bây giờ, thời gian cấp bách, bọn họ nghĩ phải trở nên mạnh hơn, đây là biện pháp duy nhất. Dù sao, chỉ dựa vào hắn cung cấp tài nguyên, là còn thiếu rất nhiều, còn cần đem mất đi tài nguyên, đoạt lại. Truyền mệnh lệnh của ta a, hy vọng các ngươi đem Vô Tận Thần Phủ tất cả tài nguyên điều động, làm đến nhân tấn kỳ dụng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, mặt khác, ta sẽ tỏa trấn Vô Tận Thần Phủ, tùy thời trợ giúp tứ phương. Tốt, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái. Đặc thù thời kỳ, liền cần thủ đoạn đặc thù. Ngày đó, từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, Vô Tận Thần Phủ cũng bắt đầu công việc lu bù lên, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, bốn nhánh đại quân liền chỉnh quân xuất phát, chinh phạt tứ phương. Tiêu Phàm chú ý đến tứ phương thế cục, khi hắn nhìn thấy Vô Tận Thần Phủ không ít tu sĩ tử vong lúc, hắn kiên trì chịu đựng không có xuất thủ. Hiện tại, nếu như Vô Tận Thần Phủ tu sĩ còn thấy không rõ hiện tại hiểm ác thế cục, về sau tất nhiên sẽ chết càng nhiều. Muốn sống sót, liền muốn chứng minh bản thân so người khác càng mạnh. Qua một tháng chém giết, Tiêu Phàm liền thành thói quen, hắn lúc này mới phát hiện, nhất không bỏ xuống được hắn còn là chính hắn. Bây giờ Vô Tận Thần Phủ, mới có ta trong tưởng tượng như vậy một chút bộ dáng. Tiêu Phàm đứng ở đám mây, quan sát tứ phương chiến trường, khẽ mỉm cười nói. Lách mình ở giữa, Tiêu Phàm xuất hiện ở quảng trường phía trên. Báo, lúc này, đột nhiên một đạo hú dài từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy một người thám tử quỳ sát ở dọc theo quảng trường, cung kính nói, khởi bẩm phủ chủ, lãnh điện chủ có mật tín báo cáo. Lãnh tiếu nhận, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, lãnh tiếu nhận trưởng quản công tác tình báo, đã rất nhiều năm không có trực tiếp cùng hắn liên lạc, lần này vậy mà chuyên môn phái người đưa tới mật tín. Nghĩ đến không có chuyện gì khẩn cấp, hắn cũng sẽ không đích thân phái người. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, thám tử kia trong tay ngọc phù trong nháy mắt rơi trong tay hắn, linh hồn chi lực quét qua, Tiêu Phàm sắc mặt lập tức trở nên hết sức ngưng trọng lên. Hoa Thiên Thụ, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, tin tức này, dĩ nhiên là liên quan tới Hoa Thiên Thụ. Từ lần trước Tiêu Phàm thu phục Hoa Thiên Thụ về sau, liền vẫn không có liên hệ. Nghĩ đến gia hỏa này hẳn là về Bích Lạc Hoàng Tuyền, thật không nghĩ đến, bây giờ lại chủ động tìm tới lãnh tiếu nhận. Tuy nhiên trong tin tức không có nói rõ, nhưng hẳn là gặp được chuyện không giải quyết được. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, hơn nữa, tương đối mà nói, Hoa Thiên Thụ trực tiếp liên hệ ta hẳn là cũng rất dễ dàng, vì sao muốn tìm lãnh tiếu nhận đây? Nghĩ vậy,
Tiêu Phàm nhìn về phía thám tử kia nói, lãnh thiếu nhận ở đâu? Bẩm báo phủ chủ, lãnh điện chủ đang ở tiến về hoàng tuyền cổ vực trên đường. Thám tử kia hồi đáp. Tiêu Phàm nhíu mày, lãnh thiếu nhận vội vã như thế, nghĩ đến sự tình thật không đơn giản, đến mức hắn đều không có thời gian lưu lại hoàn chỉnh tin tức, liền hướng hoàng tuyền cổ vực đi. Ngươi đi xuống đi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó rất mau tìm đến Trúc Hồng Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành. Phủ chủ, chuyện gì vội vã như thế? Diệp Khuynh Thành lo lắng nói. Ta nói Tiêu Phàm, ngươi cũng có hốt hoảng thời điểm. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tả Vũ thanh âm. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, hắn những ngày qua, lại là quên Tả Vũ người này tồn tại, sớm biết, vậy cũng không cần tìm đến Diệp Khuynh Thành cùng Trúc Hồng Tuyết. Tả Vũ, ngươi tới thật đúng lúc, Tiêu Phàm nhìn về phía Tả Vũ nói, ta chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian, Vô Tận Thần Phủ an nguy tạm thời giao cho ngươi. Đừng, ta chỉ là tới làm khách, Tả Vũ vội vàng khoát tay, loại chuyện này, ngươi không muốn giao cho ta, bằng không, ta còn không bằng đợi ở Tà Thần cổ vực đây. Vậy ngươi đi thôi, Vô Tận Thần Phủ không chào đón ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đuổi khách. Tả Vũ nhìn bên cạnh Trúc Hồng Tuyết một cái. Cuối cùng nhếch miệng cười nói, không nên tức giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi liền yên tâm đi thôi, Vô Tận Thần Phủ liền giao cho ta. Nói đến đây, Tả Vũ còn bảo đảm vỗ vỗ lồng ngực. Đã như vậy, cái kia Vô Tận Thần Phủ liền giao cho các ngươi cặp vợ chồng. Tiêu Phàm cười cười, vừa nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, ngươi cùng ta đi làm một ít chuyện. Đúng, Diệp Khuynh Thành mặc dù không biết chuyện gì, nhưng hoàn toàn không có hỏi thăm ý tứ. Trở về chuẩn bị một phen, sau nửa canh giờ xuất phát, ta đi đem Khương Ách cũng gọi tới. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, ý vị thâm trường nhìn Tả Vũ một cái. Tả Vũ nghe vậy, lập tức cười đắc ý, âm thầm cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, nói Tiêu huynh, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không dám động Vô Tận Thần Phủ một sợi lông. Tả Vũ mặc dù không thế nào đáng tin cậy, nhưng Tiêu Phàm vẫn tin tưởng hắn thực lực. Gia hỏa này bây giờ đột phá hạ phẩm nguyên tôn, hơn nữa đối bản nguyên chi lực khống chế độ còn đạt đến 8 phần 10, đoán chừng cũng có cùng thượng phẩm nguyên tôn thực lực đánh một trận. Đem Vô Tận Thần Phủ giao cho hắn, Tiêu Phàm cũng yên tâm. Tiêu Phàm lại thông báo vài câu, liền mang theo Diệp Khuynh Thành cùng Khương Ách hai người lặng yên rời đi Vô Tận Thần Phủ. Mà lần này, mục tiêu của bọn hắn chính là Hoàng Tuyền Cổ Vực. Hoàng Tuyền Cổ Vực. Tiêu Phàm từng nghe nói qua cái tên này, kỳ vị tại đế trần cổ cương phạm vi bên trong, chỉ là Tiêu Phàm một mực không đem nó cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền tổ chức sát thủ này liên tưởng cùng một chỗ. Nói đến, Tiêu Phàm cùng đế trần cổ cương đế tử gia tộc, nhưng còn có lấy không thể xóa nhòa cừu hận đây. Lần này tiến về đế trần cổ cương, có lẽ cũng có thể thuận tiện đi một chuyến đế tử gia tộc, vì Tiểu Kim đòi lại một cái công đạo. Nghĩ đến Tiểu Kim, Tiêu Phàm lại nhíu mày. Mối hận nhiều năm qua, Tiểu Kim cũng không biết như thế nào. Xem ra, qua một đoạn thời gian, còn phải đi một chuyến Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Không chỉ có là Tiểu Kim, còn có Ma Thái Hư, Ngọc Thương Lưu cùng Phượng Trung Hoàng chủng tộc của bọn họ, nếu như có thể lôi kéo mà nói, tận lực lôi kéo tới. Vô Tận Thần Phủ bây giờ lực lượng vẫn là quá yếu, nhất định phải có càng nhiều tu sĩ gia nhập, mà những gia tộc này cùng chủng tộc. Đều là Tiêu Phàm lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, hắn nội tâm cũng có chút bận tâm Hoa Thiên Thụ, vội vã như vậy truyền đến tin tức cho lãnh thiếu nhận, điều này nói rõ Hoa Thiên Thụ liền cho hắn truyền tin cơ hội đều không có. Cho dù là cho lãnh thiếu nhận truyền tin, đoán chừng cũng là dùng đặc biệt phương pháp, hoặc là ở đặc định trường hợp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng lại có chút ngưng trọng lên. Diệp Khuynh Thành khống chế thần chu nhanh chóng phi nhanh. Tiêu Phàm bàn ngồi ở mũi thuyền, không buông tha bất luận cái gì tu luyện cơ hội, đồng thời, cũng thỉnh thoảng đề phòng tứ phương. Dù sao, hiện tại thế nhưng là dị ma xâm lấn, khắp nơi đều là dị ma, hắn không có khả năng toàn thân tâm đầu nhập bế quan bên trong, tùy thời đều có thể cùng dị ma đại chiến. Ầm ầm, đột nhiên, thần chu run rẩy dữ dội lên, một cỗ cường đại khí lãng đánh thẳng vào thần chu kết giới. Tiêu Phàm bỗng mở hai mắt ra. Ngẩng đầu ngắm nhìn khí lãng cuốn tới phương hướng, không khỏi nhíu mày, trầm ngâm nói, chúng ta đến đâu rồi? Khương Ách cũng đi ra khoang thuyền, Khương Ách nhún nhún vai, một bộ ngươi đừng hỏi ta dáng vẻ.
ngược lại là Diệp Khuynh Thành híp híp hai mắt, nói, phủ chủ, phía trước chính là thần đạo cổ thành. Thần đạo cổ thành, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, nói, Hiên Viên gia tộc không phải toát ra không ít nguyên tôn cảnh lão tổ sao, chẳng lẽ còn có dị ma dám ra tay. Muốn không đi nhìn một chút, Diệp Khuynh Thành cũng hơi nghi hoặc một chút. Hiên Viên gia tộc, thế nhưng là nhân tộc công nhận mạnh nhất gia tộc, căn bản không cần thiên hoang ủng hộ, hắn bản thân liền đánh lui dị ma, cái này khiến Diệp Khuynh Thành đối Hiên Viên gia tộc có chút hiếu kỳ. Hoa Thiên Thụ sự tình cũng không thể chậm trễ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, dạng này a, Khuynh Thành ngươi tiếp tục đi đường, quay đầu ta dùng truyền tống trận truyền tống đi qua, cũng không chậm trễ thời gian. Tiêu Phàm vẫn còn có chút hiếu kỳ, đương nhiên, cũng không chỉ là hiếu kỳ, phải biết, thần đạo cổ thành trừ bỏ Hiên Viên gia tộc bên ngoài, nhưng còn có hai đại gia tộc cùng hắn Tiêu Phàm có liên quan. Một cái là Tử Thiên gia tộc, một cái là U Minh Địa Ngục Lạc gia. Đoạn thời gian trước, hắn từ Thiên Hoang trở về, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người đều đi theo hắn trở về, chỉ có Lạc Vô Thương vẫn như cũ lưu tại Thiên Hoang. Mặt khác, U Minh Địa Ngục thế nhưng là cùng cửu U Ma Chủ có cực lớn liên quan, nếu như có thể, Tiêu Phàm cũng không để ý đem U Minh Địa Ngục lôi kéo tới. Tốt, Diệp Khuynh Thành gật đầu một cái, Tiêu Phàm quyết định sự tình, cũng không phải hắn dăm ba câu liền có thể cải biến được. Ta cũng đi. Khương Ách đột nhiên đứng dậy, yếu ớt nói, ta thật vất vả đi ra một chuyến, cũng không thể một mực đợi trên thuyền a. Tiêu Phàm lại là nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành không quan trọng nói, yên tâm đi, ta một người đủ để. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền mang theo Khương Ách hướng về thần đạo cổ cương phương hướng bay đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, cơ hồ nửa chén trà nhỏ không tới thời gian, liền đã tới thần đạo cổ thành bên ngoài. Thần đạo cổ thành phương hướng, ánh lửa ngút trời, màu lửa đỏ khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, mạnh mẽ khí tức một đợt mạnh hơn một đợt, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Chỗ gần, nằm vô số thi thể, kêu rên không thôi, trên mặt mỗi người đều lộ ra hết sức vẻ sợ hãi, tựa như đã trải qua cái gì kinh khủng sự tình, chuyện gì xảy ra. Khương Ách vẻ mặt không hiểu nhìn phía xa, kinh ngạc hết sức. Tiêu Phàm cau mày, mặt âm trầm quét mắt tứ phương. Hắn cũng không biết làm sao, nhưng là, hắn từ đám người phía dưới trông được đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Hô, thân hình lóe lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở một cái máu me khắp người nữ tử bên người, trầm giọng hỏi Tử Thiên Giao. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tử Thiên Giao, lúc trước Tiêu Phàm đi tới thần đạo cổ cương lúc, gặp Tử Thiên gia tộc mạnh mẽ thiếu nữ, Tiêu Phàm là xem ở nàng là Tử Thiên Y muội muội phân thượng không có ra tay với nàng. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm từ lâu quên chuyện này, chỉ là lờ mờ đối với nàng có chút ấn tượng mà thôi. Ngươi là Tiêu phủ chủ, Tử Thiên Y cũng không có năm đó mạnh mẽ cùng cao cao tại thượng. Huống chi, Tiêu Phàm là cao quý vô tận thần phủ một phủ chi chủ, cùng thần đạo cổ cương cương chủ địa vị cùng cấp, như thế nào nàng một cái Tử Thiên gia tộc dòng chính đệ tử có thể khinh thường. Tử Thiên Y đây, Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, còn có. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Tử Thiên Giao lau đi trên mặt máu tươi, nức nở mặt nói, là Hiên Viên gia tộc, bọn họ lão tổ đoạt xá Hiên Viên Trảm Tiên, muốn nhất thống thần đạo cổ cương, thuận hắn người sinh, nghịch hắn thì chết. Hiên Viên gia tộc ở thần đạo cổ thành bày ra đại trận, ta Tử Thiên gia tộc không theo, Hiên Viên gia tộc lão tổ muốn tiêu diệt ta Tử Thiên gia tộc, cha ta tốn sức trăm cay nghìn đắng đem chúng ta đưa ra. Nói lấy. Tử Thiên Giao hai mắt đều trở nên đỏ bừng, nói ca ta hắn không chịu đi, nhất định phải lưu lại cùng cha kề vai chiến đấu. Tử Thiên Giao nước mắt, cũng nhịn không được nữa chảy ra. Tiêu Phàm sắc mặt rất khó nhìn, lạnh lùng hướng về thần đạo cổ thành phương hướng. Hiên Viên Trảm Tiên bị đoạt xá, Tử Thiên Y cũng sinh tử không biết. Hai người này, Tiêu Phàm sớm đã coi bọn họ là thành bằng hữu, bây giờ nghe được bọn họ tao ngộ, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Đúng rồi, Thiên Kỳ Các đây, Tiêu Phàm lại hỏi. Không biết, Tử Thiên Giao lắc đầu, nói, bất quá, bọn họ nếu như không quy phụ Hiên Viên gia tộc, hậu quả khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, cuối cùng khó thoát họa diệt tộc. Nói đến đây, Tử Thiên Giao trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ, hiện tại đến lúc nào rồi, Hiên Viên gia tộc lão tổ không nghĩ đồng tâm hiệp lực đối kháng dị ma, lại còn nghĩ đến nhất thống thần đạo cổ cương,
thần đạo cổ cương lúc đầu không phải liền là lấy Hiên Viên gia tộc cầm đầu sao? Bọn họ còn cần gì? Tử Thiên Giao thanh âm có chút khàn cả giọng, nàng hận Hiên Viên gia tộc để nàng cửa nát nhà tan. Tử Thiên gia tộc người là không phải đều ở nơi này. Tiêu Phàm lại nói, ta trước hết nghĩ biện pháp để cho các ngươi rời đi. Làm như thế, Tiêu Phàm cũng là xem ở Tử Thiên y mặt mũi, bằng không mà nói, mặt khác gia tộc sinh tử, hắn căn bản sẽ không quá quan tâm. Chúng ta không đi, nhưng mà, Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, những người khác tất cả đều nói năng có khí phách nói, tất cả đều lộ ra một bộ không sợ chết bộ dáng. Chúng ta nếu như đi, cái kia gia chủ bọn họ đâu? Hiên Viên gia tộc nhất định muốn giết chúng ta, hắn giết là được, ta ngược lại muốn xem, chỉ bằng hắn Hiên Viên gia tộc, làm sao chống đối dị ma xâm lấn. Giờ này khắc này, không nghĩ đồ ma, lại nghĩ đến tự giết lẫn nhau, Hiên Viên gia tộc bất diệt mới là lạ. Chung quanh tu sĩ tất cả đều lòng đầy căm phẫn, một lần này, Hiên Viên gia tộc lão tổ cử động, đúng là phạm nhiều người tức giận. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, những người này không rời đi, hắn nghĩ đưa cũng đưa không đi. Thở sâu, hắn đứng dậy, hướng về thần đạo cổ thành phương hướng đi đến. Tiêu phủ chủ, người không thể tới gần, Tử Thiên Giao vội vàng nhắc nhở, hiện tại đại trận mở ra, ai cũng vào không được, ai cũng không ra được. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không có nói gì, mà là hướng về phía trời cao Khương Ách vẫy vẫy tay, nói chúng ta đi vào. Tốt, Khương Ách lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Phàm bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, sau đó tại hư không hơi hơi một điểm, một đạo liên y quét sạch mà ra, sao, hư không tựa như xuất hiện một đạo thời không chi môn. Tiêu Phàm mang theo Khương Ách cùng nhau bước vào thời không chi môn bên trong, loại trận pháp này, đối với bình thường thánh tôn cảnh, thậm chí nguyên tôn cảnh mà nói, là tương đối cường đại. Nhưng là, ở Tiêu Phàm cái này đứng đầu trận pháp sư trước mặt, vẫn còn không tính là gì. Tiến vào, đám người nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hy vọng Tiêu phủ chủ có thể sống, cứu ra gia tộc chúng ta. Tử Thiên gia tộc người không ngừng cầu nguyện, trên mặt lộ ra chờ mong. Lúc này, thần đạo cổ cương Tử Thiên gia tộc. Một đạo tử sắc kết giới bao phủ toàn bộ Tử Thiên gia tộc phủ đệ, ngoại giới cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ ngòm không ngừng đốt cháy. Bên trong, một đám người khoác áo tím tu sĩ đau khổ chống đỡ lấy. Tử Thiên Y liền ở trong đó, cũng là đứng ở phía trước nhất một cái kia. Hắn mặt sắc có chút tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngã nhào mà xuống, thân thể đã suy yếu tới cực điểm. Y Nhi, ngươi làm sao không đi, ngươi muốn cho ta Tử Thiên gia tộc tuyệt hậu sao? Tử Thiên gia tộc gia chủ Tử Thiên Hồng tức giận nhìn xem Tử Thiên Y, trong mắt đều là nồng nặc yêu mến. Vài ngày trước, nhìn thấy con của mình trở về, hơn nữa tàn phế hai chân khôi phục bình thường. Tử Thiên Hồng vui đến phát khóc. Nhưng ngắn ngủi mấy ngày, Hiên Viên gia tộc làm khó dễ, bọn họ Tử Thiên gia tộc cũng muốn diệt tộc. Chính hắn chết thì cũng thôi đi, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn mình nhi tử chết đây. Gia chủ, chúng ta tận lực chống đỡ một hồi, xé mở không gian để thiếu chủ rời đi. Hiên Viên gia tộc, sẽ gặp báo ứng. Tử Thiên gia tộc một vị tộc lão lo lắng nói. Không cần khuyên ta sẽ không đi. Không đợi Tử Thiên Hồng mở miệng, Tử Thiên Y vẻ mặt kiên định nói. Tử Thiên Hồng khó thở, lại không thể làm gì, Tử Thiên Y bây giờ dù sao cũng là trung phẩm thánh tôn tu vi, ngay cả tộc lão đều hơi có không bằng, muốn cưỡng ép đưa tiễn hắn, đó là không có khả năng. Trừ phi Tử Thiên Y tự mình muốn đi, bằng không ai cũng đưa không đi. Hơn nữa, chúng ta chưa chắc sẽ chết, Tử Thiên Y ngưng tiếng nói, trong mắt lóe lên một vòng ngoan tuyệt. Chưa chắc sẽ chết, Tử Thiên Hồng đám người không hiểu, chẳng lẽ hiện tại, còn sẽ có người tới cứu bọn họ sao? Ta tin tưởng Hiên Viên Trảm Tiên, hắn sẽ không cứ như vậy bị đoạt xá, hắn nhưng là bất tử thần thể a. Tử Thiên Y lại nói, hiện tại, tất cả hy vọng của hắn đều ký thác vào Hiên Viên Trảm Tiên trên người. Bất quá, Tử Thiên Hồng bọn họ lại là âm thầm lắc đầu, đoạt xá Hiên Viên Trảm Tiên thế nhưng là Hiên Viên gia tộc một vị pháp tôn cảnh lão tổ a. Cho dù chỉ là một đạo tàn niệm, đó cũng không phải là Hiên Viên Trảm Tiên cái này trung phẩm thánh tôn cảnh có thể ngăn cản. Dã tâm hại chết người a. Thật lâu, Tử Thiên Hồng thật dài thở dài, nói, Hiên Viên gia tộc lão tổ, trước khi chết dã tâm bừng bừng, chết rồi chỉ còn lại một đạo tàn niệm,
vẫn như cũ như thế, chỉ muốn quyền lực, lại không nghĩ đến sống sót bằng cách nào. Hám lợi đen lòng, dã tâm càng hại người, Hiên Viên Trảm Tiên, hắn còn sống sao? Những người khác dã thầm dĩ vi nhiên gật đầu, thái cổ thần giới thế cục bây giờ, nên chân thành đoàn kết, trên dưới một lòng. Dã tâm, sẽ chỉ làm bọn họ diệt càng nhanh, không cần dị ma xuất thủ, nội bộ bọn họ liền tự động bị bại, ta tin tưởng, hắn sẽ thành công. Tử Thiên Y lắc đầu, gắt gao kiên trì. Hiên Viên gia tộc, diễn võ trường bên trên, tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem không trung, nơi đó, chính lơ lửng một bóng người, không, chuẩn xác mà nói là một hỏa nhân. Hỏa nhân không phải người khác, chính là bị đoạt xá Hiên Viên Trảm Tiên. Hiên Viên Trảm Tiên hoàn toàn đắm chìm trong ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong, hai mắt đỏ như máu, bốc lửa ánh sáng, hung ác hết sức. Hắn duỗi ra một bàn tay, nắm trong tay kinh khủng hỏa diễm, nhẹ nhõm lấy chân áp Tử Thiên gia tộc cùng Thiên Kỳ Các, về phần gia tộc khác, đã toàn bộ quy thuận Hiên Viên gia tộc. Nhưng mà, đó cũng không phải Hiên Viên gia tộc kết quả mong muốn, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể phản bác. Dù cho nguyên tôn cảnh cường giả, ở đối mặt bọn hắn pháp tôn cảnh lão tổ tàn niệm lúc, cũng phải tiếp nhận áp lực cực lớn. Đối với Hiên Viên gia tộc mà nói, nguyên bản có được dạng này lão tổ, dù chỉ là tàn niệm, chắc cũng là vận mệnh của bọn hắn mới đúng. Hắn lão tổ tàn niệm, thậm chí có thể làm gia tộc lớn nhất nội tình. Mà bây giờ, phần lớn người đều không phải là nghĩ như vậy, bọn họ đều đang nghĩ lấy lão tổ tàn niệm tan thành mây khói, Hiên Viên Trảm Tiên có thể một lần nữa đoạt lại thân thể. Dù sao, ai cũng sợ hãi ngay cả mình tử tôn nhục thân đều đoạt xác lão tổ. Ai biết về sau hắn đối Hiên Viên Trảm Tiên nhục thân không hài lòng, có thể hay không đoạt xá những người khác đâu. Nghĩ vậy, bọn họ tự nhiên đều rất hy vọng Hiên Viên Trảm Tiên có thể thắng. Chỉ là, loại khả năng này quá nhỏ. Hiên Viên Trảm Tiên có được bất tử thần thể, dĩ nhiên rất khó giết chết, nhưng là, cường đại pháp tôn tàn niệm, muốn áp chế hắn linh hồn, cực kỳ dễ dàng. Không gian ý thức bên trong, Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt tức giận hướng về đối diện một đám lửa quang mang, đằng đằng sát khí. Không nghĩ tới hậu bối của ta bên trong, vậy mà ra một cái bất tử thần thể, đáng tiếc, người sớm đã thức tỉnh. Hỏa diễm trong ánh sáng truyền đến một giọng già nua. Hiên Viên Trảm Tiên mặt âm trầm, hắn cũng rất may mắn bản thân bất tử thần thể đã sớm thức tỉnh. Bằng không mà nói. Bản thân không có xác định vị trí trở lại như cũ thần thông, đoán chừng đều không biết chết bao nhiêu lần. Không muốn nhìn ta như vậy, lão tổ ta, chỉ bất quá hoàn thành năm đó không có làm xong sự tình mà thôi. Hỏa diễm ngưng tụ thành một khuôn mặt người, cười nhạt một cái nói. Ta không có người dạng này lão tổ, Hiên Viên gia tộc cũng không người dạng này tổ tông. Hiên Viên Trảm Tiên cười lạnh không thôi, người chết trước quyền dục hôn tâm, hiện tại chết rồi. Lại còn nghĩ đến cái kia buồn cười quyền lực. Ta có thể mang theo Hiên Viên gia tộc trở lại đỉnh phong. Hỏa diễm mặt người trầm giọng nói. Trở lại đỉnh phong, Hiên Viên Trảm Tiên mặt coi thường, ngươi liền là thuần túy muốn hưởng thụ quyền lực mang cho ngươi khoái cảm a, hiện tại đã là thời đại nào rồi. Ta Hiên Viên gia tộc không có ngươi về sau, không phải cũng một dạng trở thành nhân tộc đứng đầu. Không phải cũng một dạng vượt qua ngươi khi đó đỉnh phong. Hiện tại cách làm của ngươi, hoàn toàn liền là ở hủy đi Hiên Viên gia tộc. Ngươi không thấy được, dị ma xâm lấn thái cổ thần giới sao? Bây giờ chúng ta, trọng yếu nhất không phải là liên hợp gia tộc khác, giữ vững thần đạo cổ cương sao? Ngươi diệt Tử Thiên gia tộc, diệt Thiên Kỳ Các, đến lúc đó thần đạo cổ cương cũng bị mất, nhân tộc cũng bị mất, coi như ngươi còn sống tạm bỡ hơi tàn, lại có ý nghĩa gì? Hừ, ngược lại là linh nha lợi trủy. Hỏa diễm mặt người lạnh rên một tiếng, hỏa diễm hơi hơi chấn động một cái, thật giống như bị Hiên Viên Trảm Tiên nói chúng rồi một dạng. Ngươi muốn đoạt xá ta thân thể, đừng có nằm mộng. Hiên Viên Trảm Tiên cười lạnh không thôi, nói ta sẽ không ngừng từ bạo, thẳng đến nổ đến ngươi tàn niệm biến mất mới thôi, ngươi đừng nghĩ đến ta sẽ nhường ngươi đạt được. Bảo, nói xong, Hiên Viên Trảm Tiên linh hồn trực tiếp nổ tung, kinh khủng lực lượng linh hồn quét sạch không gian ý thức. Đối diện đoàn kia hỏa diễm nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Bất quá vẻn vẹn một hơi không đến thời gian, Hiên Viên Trảm Tiên linh hồn lần nữa hiện lên, chỉ là so sánh vừa rồi, tựa như muốn tái nhợt mấy phần. Hiển nhiên, không ngừng tự bạo, đối với hắn mà nói cũng không phải là không có bất cứ thương tổn gì,
ngược lại tổn thương còn không nhỏ. Danh con, ngươi tự tìm cái chết. Hỏa diễm mặt người phẫn nộ thời khắc, không chút do dự phóng tới Hiên Viên Trảm Tiên, muốn triệt để diệt sát hắn. Bảo, Hiên Viên Trảm Tiên cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn tự bạo, linh hồn năng lượng không ngừng đánh thẳng vào hỏa diễm mặt người, mặc dù đối thương tổn của nó rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Cứ tiếp như thế, một ngày nào đó, Hiên Viên Trảm Tiên tự bạo, thật sự có thể nổ tan hắn tàn niệm. Đây cũng là lúc trước hắn một mực không dám ép sát Hiên Viên Trảm Tiên nguyên nhân, có được bất tử thần thể Hiên Viên Trảm Tiên, cơ hồ chính là bất tử. Không chỉ có nhục thân bất tử, linh hồn càng là bất diệt. Pháp tôn tàn niệm dĩ nhiên rất mạnh, nhưng là, ở Hiên Viên Trảm Tiên không gian ý thức bên trong, hắn còn không thể áp chế hoàn toàn Hiên Viên Trảm Tiên linh hồn ý chí. Liên tiếp nhờ vào đó bạo tạc về sau, hỏa diễm mặt người rốt cục cũng ngừng lại, không có tiếp tục bức bách Hiên Viên Trảm Tiên, nói tiểu tử, ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta thế nhưng là ngươi tổ tông. Ta nhổ vào, Hiên Viên Trảm Tiên phun một bãi đờm, khinh thường nói, lão tử có ngươi dạng này tổ tông sao? Liền đời sau của mình nhục thân đều muốn đoạt xá, ngươi còn là người sao? Ta nếu là ngươi, trực tiếp tìm khối đậu hũ đụng chết, sống trên đời cũng là mất mặt xấu hổ, ta đang nghĩ, lúc trước người giết ngươi, làm sao không nhường ngươi thần hồn câu diệt đây? Không thể không nói, Hiên Viên Trảm Tiên năng lực nói chuyện có chỗ tăng lên, cái này cùng Tiêu Phàm ở chung lâu có rất lớn duyên cớ. Hỏa diễm mặt người tức giận tới cực điểm, nhưng hắn thật vẫn không làm gì được Hiên Viên Trảm Tiên, không thể làm gì khác hơn nói, coi như ta không thể diệt linh hồn ngươi, nhưng ta vẫn như cũ có thể khống chế ngươi thân thể, cái này là đủ rồi. Bây giờ là đủ rồi, có thể ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một đạo pháp tôn tàn niệm mà thôi, trên đời này, chân chính pháp tôn đều có không ít, ta liền không tin ngươi không hội ngộ bên trên. Hiên Viên Trảm Tiên cũng không gấp, không chút hoang mang nói, ta mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế bản thân thân thể, nhưng là thời điểm then chốt cắt ngang ngươi một chút vẫn là không có vấn đề, ta xem ngươi đến lúc đó có chết hay không. Hỏa diễm mặt người khóe miệng giật một cái, Hiên Viên Trảm Tiên nói loại chuyện này, thật vẫn khả năng phát sinh. Hắn giờ phút này, đều có loại muốn đổi cá nhân đoạt xác ý nghĩ. Thật cường liệt hỏa diễm, chủ nhân, ta nuốt nó tất nhiên có thể tấn cấp. Lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh kích động quanh quẩn ở không gian ý thức bên trong. Ân, tự tìm cái chết, hỏa diễm mặt người giận tím mặt, hắn trong lúc nói chuyện, lại có người vụng trộm tới gần hắn, đang thôn vệ hắn hỏa diễm. Bảo, liền khi hỏa diễm mặt người chuẩn bị động thủ thời khắc, Hiên Viên Trảm Tiên lại là vẻ mặt kích động, đồng thời không chút do dự lựa chọn tự bạo, đánh thẳng vào hỏa diễm mặt người. Đồ hỗn trướng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản bản tôn sao? Hỏa diễm mặt người tức giận không thôi. Ta không nghĩ ngăn cản ngươi, chỉ cần ngăn chặn ngươi một điểm là đủ rồi, hắn sẽ giết ngươi. Hiên Viên Trảm Tiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được ngoại giới tất cả. Hắn là ngươi tìm đến. Hỏa diễm mặt người sắc mặt biến hóa, hắn vậy mà cảm giác mình quanh thân hỏa diễm chạy mất rất nhanh. Hắn không phải ta tìm đến. Hiên Viên Trảm Tiên lắc đầu, khóe miệng dương lên một vòng quỷ dị độ cong, nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, hắn tên gọi là gì. Dừng một chút, hắn lại từng chữ nói ra phun ra bốn chữ, hắn gọi, Tiêu Phàm. Hiên Viên gia tộc phủ đệ trên không, Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Trảm Tiên xa xa tương vọng. Đỉnh đầu hắn hiện lên một đám lửa, hỏa diễm lộ ra một tấm người tham lam mặt, chính đang điên cuồng thôn vệ Hiên Viên Trảm Tiên quanh thân hỏa diễm lực lượng. Chủ nhân, sảng khoái, lần này, ta nhất định có thể đủ tấn cấp. Vô tận chi hỏa hưng phấn kêu to, tựa như gặp được cái gì mỹ vị đồ ăn đồng dạng, tham lam hết sức. Ngươi còn không lên cấp mà nói, đối ta còn thực sự không còn tác dụng gì nữa. Tiêu Phàm không chút lưu tình đả kích nói. Lấy hắn thực lực bây giờ, vô tận chi hỏa xác thực không giúp được hắn gấp cái gì. Duy nhất có thể làm, chính là giúp hắn luyện chế đan dược, có thể Tiêu Phàm trên người đan dược trồng chất thành núi, mặc dù cho vô tận thần phủ hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ còn có không ít, căn bản không cần thiết luyện chế. Vô tận chi hỏa tự nhiên cũng đã mất đi hắn nhất tác dụng trọng yếu, nếu như thực lực của nó quá yếu, Tiêu Phàm thật có khả năng vứt bỏ nó. Chủ nhân, người yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vô tận chi hỏa ngưng tụ ra một bàn tay, nhân tính hóa vỗ vỗ lồng ngực,
bảo đảm nói. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, ánh mắt lại là chưa bao giờ rời đi Hiên Viên Trảm Tiên. Hắn mặc dù cảm nhận được không đến Hiên Viên Trảm Tiên đặc biệt mệnh cách khí tức, nhưng là, hắn vẫn như cũ tin tưởng, Hiên Viên Trảm Tiên khẳng định còn sống. Ai cũng khả năng chết, duy chỉ có Hiên Viên Trảm Tiên muốn chết cũng khó khăn. Phải biết, hắn nhưng là trong truyền thuyết bất tử thần thể a, bất tử thần thể nếu là dễ dàng như vậy liền sẽ chết, vậy cũng sẽ không trở thành chín đại cổ thể một trong. Nhất là làm Tiêu Phàm chú ý tới Hiên Viên Trảm Tiên đờ đẫn thần sắc lúc, hắn biết rõ, Hiên Viên Trảm Tiên khẳng định cùng Hiên Viên gia tộc lão tổ tàn niệm đang tiến hành tàn khốc tranh đấu. Tiêu Phàm để vô tận chi hỏa thôn phệ Hiên Viên Trảm Tiên trên người thần hỏa, cũng coi là giúp hắn một chút sức lực. Nhưng mà cũng đúng lúc này, Hiên Viên Trảm Tiên thân thể đột nhiên chấn động một cái, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, băng hàn sát khí thấu xương trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Thật là mạnh ý chí, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, Hiên Viên gia tộc, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lão tổ. Khó trách hắn có thể trở thành nhân tộc đệ nhất gia tộc, đã từng Hiên Viên gia tộc, xác thực ra không ít nhân vật không tầm thường. Bất quá, so với kiếm ma ý chí, vẫn là kém xa. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu nói. Kiếm ma tàn hồn ý chí cực kỳ cường đại, thậm chí thực lực không kém gì chân chính pháp tôn cường giả. Nhưng trước mắt Hiên Viên gia tộc lão tổ ý chí, lại rõ ràng có chút không bằng, chí ít, Tiêu Phàm còn chưa tới không cách nào nhúc nhích cấp độ, điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Hiên Viên gia tộc lão tổ ý chí đạt đến kiếm ma như vậy cấp độ, hơn nữa còn nóng lòng quyền lực và dã tâm, vậy hắn muốn chiến thắng đối phương, cơ hồ là không thể nào. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm còn có một tia hy vọng. Tiểu tử, người dám nuốt ta thần hỏa, chán sống rồi. Hiên Viên Trảm Tiên gầm thét một tiếng, bỗng nhiên giò ra một bàn tay, hung hăng hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay. Kiếm thể, không chút do dự một kiếm chém xuống, kiếm đạo chớp lóe trong nháy mắt xuyên qua Hiên Viên Trảm Tiên thân thể, bàn tay của hắn còn không có rơi xuống, liền đình trệ tại hư không. Bản nguyên tuyệt kỹ, Hiên Viên Trảm Tiên lộ ra vẻ kinh hãi, trơ mắt nhìn mình nhục thân một phân thành hai. Phốc phốc, nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có cứ như vậy ý bỏ qua cho hắn. Sát lục bản nguyên tuyệt kỹ Tu La chàng lần nữa nở rộ, trực tiếp đem Hiên Viên Trảm Tiên xé thành huyết phụ. Phía dưới Hiên Viên gia tộc tu sĩ, tất cả đều trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem không trung. Đám người thần sắc phức tạp, có người mừng rỡ, có người phẫn nộ, cũng có người không hề bị lay động. Hỗn trướng, Hiên Viên Trảm Tiên thanh âm gầm thét vang lên, cái kia cuồn cuộn huyết phụ lần nữa dung hợp lại cùng nhau, vẻn vẹn thời gian hô hấp. Liền ngưng tụ thành Hiên Viên Trảm Tiên thân hình. Có được bất tử thần thể hắn, trừ phi đối thủ có thể trong nháy mắt gạt bỏ hắn, hơn nữa mẫn diệt hắn sinh cơ, bằng không, là không thể nào giết chết hắn. Tiêu Phàm là tới cứu Hiên Viên Trảm Tiên, mặc dù hắn đem Hiên Viên Trảm Tiên quấy thành huyết phụ, nhưng còn giữ sinh cơ của hắn, không có khả năng thật giết chết hắn. Hiên Viên gia tộc lão tổ chiếm cứ Hiên Viên Trảm Tiên nhục thân, chỉ cần linh hồn bất diệt. Hắn hiển nhiên cũng có loại này thần thông. Kiếm phệ, chỉ là, Tiêu Phàm cơ hồ không cần suy nghĩ, lại đem ngưng tụ thành hình Hiên Viên Trảm Tiên nghiền nát, căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh ở trong hô hấp mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Phàm đã giết chết Hiên Viên Trảm Tiên hai lần, chỉ là bọn hắn không biết là, Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Trảm Tiên đã hợp tác hai lần. Mỗi lần Tiêu Phàm sở dĩ có thể dễ dàng như vậy rảo sát Hiên Viên Trảm Tiên, cũng là bởi vì chân chính Hiên Viên Trảm Tiên, ở một sát na kia chiếm cứ chính mình nhục thân, cho Tiêu Phàm cơ hội xuất thủ. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm là không thể nào dễ dàng như thế miểu sát Hiên Viên gia tộc lão tổ nắm trong tay thân thể. Đây cũng là Hiên Viên gia tộc một mực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hiên Viên Trảm Tiên, cũng không dám xuất thủ một trong những nguyên nhân. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan có thể miểu sát bọn họ lão tổ tàn niệm. Một điểm khác, thì là bọn họ trên người chảy Hiên Viên gia tộc huyết. Hiên Viên gia tộc lão tổ thế nhưng là có được tước đoạt bọn họ huyết mạch chi lực năng lực, nếu như bọn họ xuất thủ, nhưng lại giết không chết bọn họ lão tổ, tiếp xuống xui xẻo chính là bọn họ. Không chung, Hiên Viên gia tộc lão tổ tàn hồn đều kém chút tức giận muốn nổ, hắn một lần lại một lần trở lại như cũ.
thế nhưng là lại lần lượt bị Tiêu Phàm xé nát. Hắn mặc dù nắm trong tay Hiên Viên Trảm Tiên nhục thân, cũng có được trở lại như cũ thần thông. Nhưng một lần lại một lần trở lại như cũ, với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng cực lớn, dù sao, hắn chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Hiện tại, tàn hồn rõ ràng có chút không bằng trước đó. Nhưng nhường hắn hộc máu là, Tiêu Phàm tựa như còn không có chơi chán, dòng dã giết hắn hơn 800 lần, lúc này mới dừng lại. Mà lúc này, Hiên Viên gia tộc lão tổ khí tức đem so với phía trước, không biết giảm bớt bao nhiêu, ẩn ẩn đã không thấy pháp tôn cảnh khí thế. A à, Hiên Viên Trảm Tiên gầm thét, hiển nhiên, là Hiên Viên gia tộc lão tổ điên cuồng. Bản thân lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn giết hơn 800 lần, đây là biết bao khuất nhục. Lại kêu, ta lại giết ngươi 1000 lần, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Quả nhiên, nghe nói như thế, Hiên Viên Trảm Tiên mí mắt cuồng loạn, một lần này, hắn là thật sợ hãi. Lại giết 1000 lần, hắn tàn hồn lực lượng tất nhiên giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra trung phẩm nguyên tôn thần lực. Muốn thống nhất thần đạo cổ thành, trung phẩm nguyên tôn thần lực làm sao đủ đây? Thế nhưng là, chẳng lẽ việc này đến đây thì thôi sao, cái này khiến hắn làm sao cam tâm? Ngươi chẳng qua là một cái hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, lão hủ chính là đứng ở chỗ này, ngươi lại có thể giết được ta. Hiên Viên gia tộc lão tổ trên mặt tràn đầy tự tin. Nếu như không phải Hiên Viên Trảm Tiên ngăn cản, bản thân làm sao có thể tử vong hơn 800 lần. Hiện tại, Hiên Viên Trảm Tiên linh hồn đã cơ hồ đạt đến cực hạn, không thể lại ngăn cản mình, hắn thật đúng là không tin, một cái hạ phẩm nguyên tôn có thể giết chết bản thân. Tất nhiên ngươi không tin, vậy ta liền lại giết ngươi 1000 lần. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cười tà nói. Nói xong, Tiêu Phàm hai mắt, đột nhiên quỷ dị biến thành huyết sắc, khóe miệng dương lên một vòng tà tà đường cong. Nghịch loạn chi đồng, mở. Trong lòng một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm đôi mắt chán phóng một cỗ năng lượng kỳ lạ chấn động, trong nháy mắt bao phủ Hiên Viên Trảm Tiên. Chỉ một thoáng, không gian bốn phía đều nhanh chóng phát sinh biến hóa, nguyên bản sắc thái sặc sỡ thế giới, chớp mắt biến thành một mảnh huyết sắc không gian. Ở Tiêu Phàm phía trước, đứng vững hai đạo bóng người, chính là Hiên Viên Trảm Tiên cùng một đám lửa. Hai người xa xa tương đối, rằng co lẫn nhau lấy. Tiêu huynh, Hiên Viên Trảm Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt lập tức hiện lên vui mừng. Thế nào, còn kiên trì được, Tiêu Phàm cười cười nói. Lão già này, khẳng định so với ta chết trước. Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt nhe răng cười nhìn xem đối diện hỏa diễm mặt người, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Hiên Viên gia tộc lão tổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói, đồng thuật không gian, người vậy mà nắm giữ lấy mạnh mẽ như vậy đồng thuật. Lão già, đây cũng không phải là thời đại của ngươi, vì sao còn nguyện ý mặc cho người định đoạt? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Hiên Viên Trảm Tiên lại lạnh giọng nói, mảy may không đem hắn lão tổ này để ở trong mắt. Không sai, đây cũng không phải là thời đại của ngươi. Tiêu Phàm cũng tán thành gật đầu, nói, ở chỗ này, xưng hô ngươi một tiếng tiền bối, không biết tiền bối, là tự mình động thủ, vẫn là vãn bối tiễn ngươi một đoạn đường. Hỏa diễm mặt người nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Ha ha, lão tổ ta quát tháo thiên hạ thời điểm, biết bao phong quang, bằng các ngươi cũng muốn để bản tổ tự sát. Hỏa diễm mặt người càn rỡ hết sức, lạnh giọng nói, không phải liền là đồng thuật sao, bản tổ tùy tiện có thể phá. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, Hiên Viên Trảm Tiên, người trước rời đi thôi. Hiên Viên Trảm Tiên trầm ngâm mấy tức, cuối cùng gật đầu một cái, ở Tiêu Phàm thao túng phía dưới, hắn thối lui ra khỏi đồng thuật không gian. Ngoại giới, Hiên Viên Trảm Tiên trong nháy mắt tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ. Còn tốt hắn có được bất tử thần thể, làm sao giết đều giết không chết, có thể cùng lão gia hỏa kia chơi tự sát, bằng không, bản thân thật vẫn khả năng bị đoạt xá. Chỉ là suy nghĩ một chút, Hiên Viên Trảm Tiên liền cảm giác có chút nghĩ mà sợ, nhìn qua phía dưới Hiên Viên gia tộc người, trong lòng ngưng tiếng nói, gia tộc tổ huấn có lời, nếu như không tới gia tộc tồn vong gặp nguy, là không cho phép mở ra cấm địa tổ mộ, là ai trái với tổ huấn. Hiên Viên Trảm Tiên thần sắc hết sức ngưng trọng, kết quả này hắn nhất định là sẽ không biết. Nhưng là, có một chút hắn biết rõ, kia liền là,
cái này Hiên Viên gia tộc hắn đã không có cách nào ngốc. Có người cố ý nhằm vào hắn, hắn nếu như còn lưu tại Hiên Viên gia tộc, sớm muộn sẽ chết ở người hữu tâm trong tay. Dù sao, hắn chỉ là trung phẩm thánh tôn cảnh mà thôi, ở gia tộc những lão tổ kia trước mặt, cũng không tính là gì. Quay đầu Tiêu Phàm giết chết hắn về sau, ta trước đi theo Tiêu Phàm rời đi lại nói. Hiên Viên Trảm Tiên nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, trong lòng làm một cái quyết định. Mà lúc này, đồng thuật không gian bên trong. Tiêu Phàm người khoác phá ma chiến giáp, một tay cầm tu la kiếm, một tay nắm lấy chấn thế đồng quan, đổ ập xuống hướng về phía hỏa diễm mặt người một trận điên cuồng công kích. Hỏa diễm mặt người một trận cầu xin tha thứ, nơi nào còn có phía trước kiêu căng phách lối. Tiêu Phàm thân làm đồng thuật không gian chúa tể, lại có 10 đại lịch cổ chí bảo xếp hạng đệ tam chấn thế đồng quan, nếu như ngay cả một cái tàn hồn đều không thể chấn áp, đó mới lạ đây. Nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn đoạt xá Hiên Viên Trảm Tiên? Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hổ dữ không ăn thịt con, câu nói này, Tiêu Phàm vẫn là hết sức tin tưởng, Hiên Viên lão tổ chính là Hiên Viên Trảm Tiên tiên tổ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn hẳn là sẽ không đoạt xá Hiên Viên Trảm Tiên. Dù sao, thần đạo cổ cương tu sĩ vô số, hắn hoàn toàn có thể đoạt xá những người khác, tỉ như Lạc gia người, tỉ như Tử Thiên gia tộc người. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm Hiên Viên Trảm Tiên đây? Hiên Viên lão tổ bị Tiêu Phàm hỏi mí mắt một trận cuồng loạn, trầm ngâm nửa ngày mới nói, ta vừa lúc rời đi Hiên Viên tổ mộ, đụng phải Hiên Viên Trảm Tiên. Có đúng không? Tiêu Phàm có chút không tin, ngươi đừng nói cho ta biết, vừa lúc gặp được Hiên Viên Trảm Tiên, cho nên bất đắc dĩ. Nói, đến cùng là vì cái gì? Không đợi Hiên Viên lão tổ mở miệng, Tiêu Phàm bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, dọa đến Hiên Viên lão tổ tàn hồn bỗng nhiên nhún nhảy một lần, tựa như tùy thời có thể vỡ nát ra. Hô, bỗng nhiên, Hiên Viên lão tổ biến thành hỏa diễm mặt người đột nhiên bạo khởi, triệt để hóa thành một đám lửa phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm truyền đến, lại là đoàn kia hỏa diễm đột nhiên bạo tán mà ra, hóa thành vô số ánh lửa tiêu tán tại hư không. Tiêu Phàm con người hơi hơi co rút lại một chút, đối phương lại có thể cách đồng thuật không gian giết người, cái này cần làm sao cường đại. Mấu chốt nhất là, Hiên Viên lão tổ dù sao cũng là pháp tôn cảnh tàn hồn A, dù cho thượng phẩm nguyên tôn cũng phải e ngại mấy phần, nhất là Hiên Viên gia tộc người. Nhưng đối phương lại có thể tùy tiện khống chế Hiên Viên lão tổ tàn hồn, hơn nữa nắm vững sinh tử của hắn, thực lực như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Từ một điểm này, Tiêu Phàm có thể đánh giá ra hai chuyện. Đệ nhất, khống chế Hiên Viên lão tổ tàn hồn người, thực lực rất mạnh, chí ít cũng là pháp tôn cảnh. Điểm thứ hai, đối phương hẳn không phải là Hiên Viên gia tộc người, bằng không mà nói, Hiên Viên lão tổ tàn hồn, có thể dùng huyết mạch chi lực tới áp chế đối phương. Cái này người trong bóng tối, đến cùng là thần thánh phương nào? Tiêu Phàm trong lòng trầm tư. Đối phương cũng chỉ là giết chết Hiên Viên lão tổ tàn hồn, lại không có nhằm vào hắn, cái này quá quỷ dị. Lấy đối phương thực lực, bình thường mà nói, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hắn Tiêu Phàm mới đúng a. Tiêu Phàm, Hiên Viên Trảm Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm thức tỉnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, đè thấp lấy thanh âm truyền âm nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, trong lòng luôn luôn có một đạo không qua được chặt, luôn cảm giác có cặp mắt theo dõi hắn, nhưng hắn 10 điểm không được tự nhiên. Chúng ta đi, Tiêu Phàm gật đầu nói. Hắn nhìn xuống phương Hiên Viên gia tộc một cái, liền hướng lấy Tử Thiên gia tộc vị trí bay đi, rời đi trước đó, hắn còn muốn mang đi Tử Thiên y bọn họ. Hiên Viên gia tộc tu sĩ liền nhìn như vậy Hiên Viên Trảm Tiên đi theo Tiêu Phàm rời đi, lại là ai cũng không có mở miệng, dù cho Hiên Viên Trảm Tiên phụ thân. Hiên Viên Trảm Tiên, người trở lại Hiên Viên gia tộc thời điểm, có khác biệt gì sao? Tiêu Phàm nhìn không được truyền âm hỏi. Không biết, Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt mê mang, sau đó đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, ta phát hiện, Hiên Viên gia tộc tu sĩ tu vi, đều tăng lên trên diện rộng. Lấy trước kia chút thánh đế cảnh tiền kỳ, vậy mà đều biến thành thánh đế cảnh đỉnh phong, thậm chí thánh tôn cảnh, mặt khác, cha ta để cho ta cảm thấy 10 điểm lạ lẫm. Lạ lẫm, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói, ngươi nói, có khả năng hay không, Hiên Viên gia tộc đều bị người khống chế. Làm sao có thể,
Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt không tin, có thể vừa dứt lời, hắn con người hơi hơi co vào, nói, bất quá, khả năng này to lớn nhất, cái kia hắc thủ sau màn là ai? Ai có thể khống chế ta Hiên Viên gia tộc? Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, hắc thủ sau màn là ai, hắn cũng không biết. Bất quá, trong đầu hắn lại là nghĩ đến một đầu tử lộ, nhìn xem Hiên Viên Trảm Tiên nói, người nói, có khả năng hay không là thiên hoang người. Hiên Viên Trảm Tiên con người hơi hơi co rụt lại, không thể không nói, khả năng này rất lớn. Nhân tộc mấy gia tộc lớn bên trong, trừ bỏ ta Hiên Viên gia tộc, Hoang gia cùng Bắc Thần gia tộc bên ngoài, Cơ gia cùng Đế Tử gia tộc ở thiên hoang đều có người. Nếu như thiên hoang muốn nhằm vào thái cổ thần giới nhân tộc, bọn họ chọn lựa đầu tiên tất nhiên là ta Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Trảm Tiên nghiêm túc phân tích nói, trong mắt sáng lấp lóa. Cái này vẻn vẹn chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi, tạm thời không muốn kết luận, bất quá, ta nghĩ rất nhanh liền sẽ biết rõ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hô, sau một khắc, hắn đột nhiên đáp xuống, vọt thẳng vào Tử Thiên gia tộc. Tiêu huynh, người vậy mà đến. Tử Thiên Y nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, không rõ hưng phấn, sau đó tựa như sức lực toàn thân bị rút sạch đồng dạng, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Hiện tại không có thời gian nhiều lời, các ngươi theo ta đi. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, trực tiếp đem Hiên Viên Trảm Tiên tính cả Tử Thiên gia tộc tất cả mọi người đưa vào hắn thể nội thế giới. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị quay người, lại là bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa một cái góc, âm thanh lạnh lùng nói ai, đi ra. Ở Tiêu Phàm nhìn kỹ giữa, một đạo áo tím thân ảnh chậm rãi đi ra, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, thân ảnh này không phải người khác, chính là Tử Thiên La. Hơn nữa, thời khắc này Tử Thiên La sắc mặt có chút tái nhợt, tựa như đã trải qua một trận đại chiến một dạng. Tử Thiên La, ngươi cùng Tử Thiên gia tộc không phải có thù sao? Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, hắn làm sao nhìn không ra, Tử Thiên La vừa rồi một mực ở trợ giúp Tử Thiên gia tộc phòng thủ đây. Việc này, không muốn cùng bọn hắn nói. Tử Thiên La thở sâu, không có giải thích nhiều, mà là quay người rời đi, dứt khoát mà quyết đoán. Cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu, bên cạnh Khương Ách, cũng là nghi hoặc không thôi, Tiêu Phàm, người biết hắn. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn cùng Tử Thiên La đâu chỉ nhận biết, nói đến, bọn họ có thể vẫn là cửu nhân đây. Người này, sống không lâu, Khương Ách lại là không giải thích được phun ra một câu. À, Tiêu Phàm không hiểu, kinh ngạc nhìn xem Khương Ách. Nếu như là Tử Thiên gia tộc người nói như vậy, Tiêu Phàm sẽ còn cảm thấy là đương nhiên. Dù sao Tử Thiên gia tộc chính là thầy tướng số gia tộc. Nhưng Khương Ách, chẳng qua là một cái thiên ách chi nhân, lại làm sao có thể vọng đoán người khác tính mệnh. Trên người hắn khí số mỏng manh, cái này gọi là mạng sống như treo trên sợi tóc. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được trên người hắn tử khí đang nhanh chóng ngưng tụ, hoàn toàn là dựa vào đại nghị lực kiên trì, đoán chừng thọ nguyên liền ở mấy tháng này rồi a. Khương Ách lắc đầu nói. Tiêu Phàm nhìn qua Tử Thiên La rời đi phương hướng, thần sắc có chút phức tạp. Hắn nghĩ không hiểu, cái này Tử Thiên gia tộc phản đồ, vì sao ở lúc mấu chốt lại sẽ đứng ra, cứu Tử Thiên gia tộc đây? Hồi tưởng lại Tử Thiên gia tộc cùng Tử Thiên La ân oán, giải thích duy nhất là, Tử Thiên gia tộc hiểu lầm Tử Thiên La, mà Tử Thiên La cũng cam nguyện bị hiểu lầm, chưa từng có ý giải thích. Chỉ là, lần trước hắn từ Tử Thiên Y trong tay cướp đi Huyền Văn Dương ấn đây. Nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại, chỉ muốn mau rời khỏi thần đạo cổ cương. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lần nữa giáng lâm Thiên Kỳ Các, lại là phát hiện Thiên Kỳ Các đã sớm bị san thành bình địa, không thấy Lạc Nam Thiên, cái này khiến Tiêu Phàm có chút thất vọng. U Minh Địa Ngục, cũng là xác thực sâu không lường được. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Đối với U Minh Địa Ngục, Tiêu Phàm tự nhiên là tình thế bắt buộc, chỉ bất quá. Hắn hiện tại không có đầy đủ thời gian lãng phí ở nơi này. Trầm ngâm mấy tức về sau, Tiêu Phàm xé ra thời không thông đạo, xuất hiện ở thần đạo cổ thành bên ngoài, đem Tử Thiên giao đám người tất cả đều mang lên, nhanh chóng rời đi thần đạo cổ thành phạm vi. Cũng liền ở Tiêu Phàm rời đi về sau, thần đạo cổ thành không trung bỗng toát ra một cái tóc trắng như tuyết thanh niên nam tử, có một tấm tuấn giật mà yêu dị gương mặt. Hắn cặp kia đỏ thắm con ngươi nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, hiện ra lạnh như băng sát mang. Tiêu Phàm, rất nhanh, người ác mộng sẽ tới, người nằm mơ đều không nghĩ đến, lại là ta đi.
Thanh niên tóc trắng tà mị cười một tiếng, sau đó bỗng quỷ dị biến mất tại hư không, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm nếu như tận mắt nhìn đến thanh niên tóc trắng, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Phàm lần thứ hai mở ra truyền tống ngọc bàn, xuất hiện ở thần chu phía trên. Phủ chủ, Diệp Khuynh Thành tiến lên đón, nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, Hiên Viên Trảm Tiên, Tử Thiên Y cùng Tử Thiên Hồng ba người xuất hiện ở trên bong thuyền, mấy người lộ ra một bộ chết rồi quãng đời còn lại bộ dáng. Có thể từ thần đạo cổ cương sống sót đi ra, bọn họ xác thực xem như đã kiếm được. Tử Thiên gia tộc, sau này các ngươi có tính toán gì không? Tiêu Phàm nhìn về phía Tử Thiên Hồng nói. Tử Thiên Hồng thật sâu thở dài, đắng chát cười nói, tiên tổ để Tử Thiên gia tộc trấn thủ thần đạo cổ thành, vĩnh thế không được rời đi, lại không nghĩ rằng sẽ đi đến một bước này. Chúng ta nếu như không đi, Tử Thiên gia tộc đều sẽ diệt tộc, bây giờ rời đi, đã coi như là vi phạm với tổ huấn, lão phu cũng không biết đi đến nơi nào. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi, Tử Thiên gia tộc có tổ huấn, để cho các ngươi trấn thủ thần đạo cổ thành. Thần đạo cổ thành có cái gì tốt trấn thủ? Diệp Khuynh Thành cùng Khương Ách cũng lộ ra vẻ tò mò, cẩn thận nghe. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá tổ huấn có lời, ta Tử Thiên gia tộc ý nghĩa tồn tại, chính là giữ vững thần đạo cổ thành, một khi rời đi. Tử Thiên Hồng giải thích nói, nói xong lời cuối cùng, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một khi rời đi, lại sẽ làm sao? Hiên Viên Trảm Tiên kinh ngạc hỏi. Một khi rời đi, thái cổ đại kiếp, hủy thiên diệt địa. Tử Thiên Hồng hít sâu một cái nói. Mấy người cũng trong nháy mắt cảm giác hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhìn Tử Thiên Hồng cùng Tử Thiên Y bộ dáng, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Tử Thiên gia chủ, ngài nói nghiêm trọng a, chẳng lẽ thần đạo cổ cương, còn có cái gì đại ma đầu sao? Hiên Viên Trảm Tiên lắc đầu cười một tiếng. Ta cũng không biết, nhưng là ta Tử Thiên gia tộc tiên tổ, hẳn là sẽ không nói láo. Tử Thiên Hồng đắng chát cười một tiếng. Chỉ có Tiêu Phàm một trận trầm mặc, trong đầu hắn lại là nghĩ đến Tử Thiên La, Tử Thiên La một mực tiềm phục ở trong bóng tối trợ giúp Tử Thiên gia tộc, đoán chừng cũng là cùng Tử Thiên gia tộc tổ huấn có quan hệ. Chẳng lẽ, thần đạo cổ thành thật ẩn giấu đi cái gì đại bí mật, có thể cho thái cổ thần giới mang đến hủy thiên diệt địa đại kiếp sao? Nếu thật là dạng này, cái kia Hiên Viên gia tộc lão tổ tàn hồn đột nhiên xuất hiện, có lẽ cũng cùng việc này có quan hệ. Hơn nữa, cái kia ẩn giấu ở sau lưng hắc thủ sau màn, cũng có thể là vì việc này. Thở sâu, Tiêu Phàm yên tĩnh một lần suy nghĩ, nói Tử Thiên gia chủ, thần đạo cổ thành các ngươi là trở về không được, không bằng đi trước vô tận thần phủ đặt chân a. Tử Thiên Hồng ngược lại có chút do dự, bất quá Tử Thiên Y lại là khẳng định nói cha, ta Tử Thiên gia tộc dứt khoát gia nhập vô tận thần phủ a, ta tin tưởng, Tiêu huynh có thể phù hộ ta Tử Thiên gia tộc, cũng có thể phù hộ thái cổ thần giới. Tử Thiên Hồng lộ ra vẻ khó xử, nửa ngày mới nói, ta phải cùng một đám tộc lão thương lượng một chút. Vậy thì chờ Tử Thiên gia chủ tin tức tốt, Tiêu Phàm chắp tay một cái, đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên vẻ ác liệt quang mang. Phủ chủ, thế nào? Diệp Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc có chút không đúng, liền vội vàng hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu lại là lãnh quang nở rộ, lắc đầu cười nói, không có gì. Chỉ là phát hiện một chuyện thú vị mà thôi. Ngay mới vừa rồi, Tiêu Phàm trong đầu bỗng nhiều hơn một đạo tin tức này đến không hiểu ra sao. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, có thể dạng này truyền tống cho hắn tin tức, chỉ có bị hắn thi triển qua chủng ma chi thuật người mới có thể làm đến. Mà khi hắn lấy được đạo kia tin tức về sau, trong lòng cũng là kinh hãi không hiểu. Rất nhanh, Tiêu Phàm thần sắc thu liễm bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Tiêu huynh, các ngươi đây là tiến về phương nào? Tử Thiên Y nghi ngờ hỏi. Hoàng Tuyền cổ vực, Tiêu Phàm ngược lại là không có giấu giếm, nhìn về phía Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên nói, các ngươi là về vô tận thần phủ, hay là... Ta đi chung với ngươi. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Hiên Viên Trảm Tiên không chút do dự nói, ta cũng đã được nghe nói không ít lần liên quan tới Hoàng Tuyền cổ vực sự tình, vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút. Ta... Tử Thiên Y lại là có chút chần chờ. Những năm này, hắn đối với mình soán mệnh chi thuật càng ngày càng hoài nghi, sợ đi theo Tiêu Phàm bọn họ trước mặt,
để bọn hắn xúi quẩy, cho nên có chút do dự. Mấy tức về sau, Tử Thiên Y hít sâu một cái nói, nếu không, ta vẫn là không đi à. Người đi cũng không sao, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh nói. Hắn liền Khương Ách cái này thiên ách chi nhân đều mang, một cái thiên khí chi nhân, lại có gì đáng sợ chứ? Tử Thiên Y lại là ánh mắt sáng lên, có chút không thể tin vào tai của mình. Lúc này, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, Tử Thiên Hồng lần nữa xuất hiện, ở bên cạnh hắn, còn đi theo mấy cái tộc lão. Đột nhiên, Tử Thiên Hồng cầm đầu, mấy người hướng về phía Tiêu Phàm khom người cúi đầu nói, bái kiến phủ chủ. Tiêu Phàm thấy thế, làm sao vẫn không rõ Tử Thiên Hồng bọn họ ý tứ đây, vội vàng đi đến Tử Thiên Hồng bên người, đỡ hắn dậy nói, ha ha, mau dậy, có Tử Thiên gia tộc gia nhập, Tiêu Mỗ lòng tin lại mạnh không ít. Lời này Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm, Tử Thiên gia tộc chính là thầy tướng số gia tộc, nếu là có bọn họ hỗ trợ, Vô Tận Thần Phủ nhất định có thể phòng ngừa chu đáo. Đồng dạng, Vô Tận Thần Phủ nếu như Nam Chinh Bắc Chiến, tất nhiên cũng có thể tăng tốc tốc độ khuếch trương. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lấy ra truyền âm Ngọc Phù cùng Nam Cung Tiêu Tiêu an bài một lần Tử Thiên gia tộc sự tình, liền trực tiếp mở ra truyền tống Ngọc Bàn, đem Tử Thiên gia tộc tất cả đều mang đến Vô Tận Thần Sơn. Mà thần chu phía trên, trừ bỏ Tiêu Phàm bọn họ nguyên lai ba người bên ngoài, lại nhiều Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người. Hai người các ngươi đối Hoàng Tuyền cổ vực có hiểu biết sao? Tiêu Phàm để Tu La Điện ngành tình báo góp nhặt không ít liên quan tới Hoàng Tuyền cổ vực tin tức. Nhưng mà, nhưng hắn kinh ngạc là, tất cả liên quan tới Hoàng Tuyền cổ vực tin tức, đều chỉ hướng một điểm. Kia liền là, người sống táng địa. Nói một cách khác, Phàm là không có Hoàng Tuyền cổ vực cho phép, ai nếu dám tiến vào Hoàng Tuyền cổ vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho đến bây giờ, còn chưa bao giờ có người tùy tiện xâm nhập Hoàng Tuyền cổ vực, có thể sống rời đi. Cái này cũng cho Hoàng Tuyền cổ vực bịt kín một tầng sắc thái thần bí, dù cho nhân tộc ngũ đại gia tộc, cũng không người dám khiêu khích Hoàng Tuyền cổ vực uy nghiêm. Bất quá, Lãnh Tiếu nhận lại là không để cho Tiêu Phàm thất vọng, ngành tình báo chiếm được một đầu tin tức hữu dụng, Bích Lạc Hoàng Tuyền nội bộ tranh đấu nhiều năm, vẫn không có bình tĩnh trở lại. Hoa Thiên Thụ lần này vội vã như thế thông chi Lãnh Tiếu nhận, hơn phân nửa cũng là cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền nội bộ tranh quyền đoạt lợi có quan hệ. Bích Lạc Hoàng Tuyền ta ngược lại hiểu rõ tương đối ít, bất quá ta nghe cha ta nói qua, ta Hiên Viên gia tộc cùng U Minh địa ngục ngược lại có chút liên hệ. Hiên Viên Trảm Tiên ngưng tiếng nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, bất quá, cha ta đã từng khuyên bảo qua ta, tuyệt đối không nên tiến vào Hoàng Tuyền cổ vực, bằng không vô cùng có khả năng cho Hiên Viên gia tộc mang đến tai nạn. Người Hiên Viên gia tộc dù sao cũng là nhân tộc đệ nhất gia tộc, làm sao chả sẽ sợ Hoàng Tuyền cổ vực đây? Tiêu Phàm càng là không hiểu, nghi ngờ nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền, đã từng cũng bất quá là U Minh địa ngục tách ra đi à. Bích Lạc Hoàng Tuyền là U Minh địa ngục tách ra đi, ngay cả khống thi thủ đoạn, cũng là từ U Minh địa ngục trộm, bất quá ta cha nói, tình nguyện đắc tội U Minh địa ngục, cũng đừng đắc tội Bích Lạc Hoàng Tuyền. Hiên Viên Trảm Tiên hết sức khẳng định nói. Vì sao? Khương Ách không hiểu hỏi. Trước kia hắn không thế nào để mắt thái cổ thần giới. Có thể những ngày qua trải qua sự tình, nhưng hắn minh bạch một cái đạo lý, thái cổ thần giới có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao hắn tạm thời cũng không trở về thiên hoang, cũng đúng lúc kỹ lưỡng hơn tìm hiểu một chút thái cổ thần giới. Bởi vì, Bích Lạc Hoàng Tuyền ra một cái yêu nghiệt, khống thi thủ đoạn vượt qua Bích Lạc Hoàng Tuyền Hoa gia lão tổ, yêu nghiệt kia cực kỳ điên cuồng, lúc trước không biết giết bao nhiêu người, truyền văn về sau bị mấy gia tộc lớn liên thủ đánh giết. Hiên Viên Trảm Tiên giải thích nói. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Xem ra, Hoa Thiên Thụ vội vã như thế, hơn phân nửa khả năng cùng cái này yêu nghiệt có quan hệ a. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, đột nhiên, hắn lại ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, cái kia yêu nghiệt tên gọi là gì? Giống như kêu cái gì Hoàng Tuyền Thánh Tử a. Hiên Viên Trảm Tiên nhớ lại nói. Tiêu Phàm mấy người thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Mặc dù cái này Hoàng Tuyền Thánh Tử không biết là niên đại nào nhân vật, nhưng có thể làm cho nhiều người như vậy nhớ kỹ, nghĩ đến cũng là một cái bất phàm hạng người. Hoàng Tuyền Bích Lạc sở dĩ khủng bố, Trảm Tiên huynh nói chỉ là một cái trong số đó, mấu chốt nhất vẫn là một nguyên nhân khác. Một mực trầm mặc Tử Thiên Y đột nhiên mở miệng nói. Còn có nguyên nhân khác,
Tiêu Phàm mấy người kinh ngạc, Tử Thiên gia tộc không hổ là cổ lão đại gia tộc, có thể so với Hiên Viên Trảm Tiên đều nhiều hơn biết rõ một chút, xác thực không đơn giản. Gia tộc kia ghi lại bí mật, có khả năng liền Hiên Viên gia tộc đều không biết. Không đợi mấy người mở miệng hỏi thăm, Tử Thiên Y liền chủ động nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền chi chủ, cũng chính là Hoa gia tổ tiên, đã từng là từ U Minh địa ngục tách ra đi, hơn nữa chiếm được khống thi thuật gia long. Nhưng là, các người cân nhắc qua chưa, Hoa gia tổ tiên vì sao sẽ đem Bích Lạc Hoàng Tuyền xây dựng ở bây giờ Hoàng Tuyền cổ vực, phải biết, Hoàng Tuyền cổ vực khoảng cách đế trần cổ thành có thể không xa. Đúng vậy a, Bích Lạc Hoàng Tuyền tại sao phải bốc lên đắc tội đế trần gia tộc phong hiểm, cũng phải đem Bích Lạc Hoàng Tuyền bản bộ đặt chân ở Hoàng Tuyền cổ vực đây. Hay là nói, cái này Hoàng Tuyền cổ vực, có cái gì khác chú ý? Rất nhanh, mấy người liền từ Tử Thiên Y trong miệng đạt được đáp án. Chỉ thấy Tử Thiên Y thở sâu, vẻ mặt trịnh trọng đảo qua Tiêu Phàm đám người, sau đó cơ hồ từng chữ nói ra nói, bởi vì, Hoàng Tuyền cổ vực, chính là thiên hạ đệ nhất dưỡng thi địa. Thiên hạ đệ nhất dưỡng thi địa, Tử Thiên Y lời nói có thể nói ngữ không kinh chết người không thôi, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Tiêu Phàm đám người kinh ngạc nhìn Tử Thiên Y, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nhưng mà, cái này còn không phải để bọn hắn kinh ngạc nhất là Tử Thiên Y lời kế tiếp, Hoàng Tuyền cổ vực như vậy bài ngoại, là bởi vì nơi này truyền văn táng lấy hoang cổ thời đại một vị thánh tổ. Tử Thiên Y chính mình cũng trở nên hơi khẩn trương lên. Thánh tổ, Tiêu Phàm mấy người nuốt nước miếng một cái, tựa như nghe được cái gì kinh khủng sự tình. Cái gì gọi là thánh tổ? Tiêu Phàm bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe nói, vượt qua thiên tôn cảnh, là thánh tổ. Thái cổ thần giới đã trải qua thái cổ, hoang cổ, loạn cổ, viễn cổ cùng thượng cổ, đến bây giờ đã không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng phóng nhãn cửu thiên thập địa, đạt tới thánh tổ cảnh cường giả, đoán chừng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Tiêu Phàm đã thấy người sống bên trong, cũng chỉ có cửu u quỷ chủ khả năng đạt đến thánh tổ cấp bậc, nhưng chỉ là khả năng mà thôi. Đương nhiên, Tu La Tổ Ma cùng Bắc Lão, cũng có khả năng đạt đến như vậy cấp độ, nhưng là, hai người bọn họ sống hay chết còn chưa biết. Bất quá, Tiêu Phàm gần như có thể khẳng định một điểm là, thánh tổ, hẳn là cửu thiên thập địa cường giả đứng đầu. Nhưng hiện tại, Tử Thiên Y nói cho hắn. Bích Lạc Hoàng Tuyền vậy mà táng lấy một vị thánh tổ thi thể, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Lần này tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyền cổ địa, sự tình sợ càng ngày càng phức tạp. Việc này thật là, khương ách, khắp nơi mông lung, hàn phong điều hưu. Tiêu Phàm mấy người thật có một loại hành tẩu ở Hoàng Tuyền đạo bên trên cảm giác, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thỉnh thoảng run run. Lấy bọn họ thánh tôn cảnh thị lực, cũng vô pháp xuyên thấu thi khí. Chỉ có thể nhìn ra khoảng 10 dặm khoảng cách, hành động tốc độ nghiêm trọng bị ngăn trở. Đối với thánh tôn cảnh mà nói, điểm ấy khoảng cách, hoàn toàn có thể không đáng kể. Nếu như bị người đánh lén mà nói, cơ hồ chỉ là trong lúc hô hấp sự tình mà thôi. Mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Phàm không ngừng cường điệu. Nơi này chính là Hoàng Tuyền cổ vực, Bích Lạc Hoàng Tuyền hang ổ, có thể trở thành nhân tộc, thậm chí thái cổ thần giới ba đại tổ chức sát thủ một trong. Như thế nào bọn họ có thể khinh thường? Bích Lạc Hoàng Tuyền thứ không thiếu nhất, chính là sát thủ. Ô ô Lãnh Phong nộ minh, giống như lệ quỷ đang gào khóc, thanh âm cực kỳ bén nhọn, hơn nữa lành lạnh. Tiêu Phàm mấy người tâm khẩn kéo căng tới cực điểm, nhìn cái gì cũng tốt dường như huyễn ảnh, sợ toát ra cái quỷ đồ vật. Nơi này thi khí càng ngày càng đậm, Tiêu Phàm giơ tay lên, ra hiệu mấy người đè thấp tốc độ, ở trong một chỗ núi rừng ngừng lại. Sau đó nhìn về phía Tử Thiên Y nói, Tử Thiên Y, người tính lại một quẻ nhìn xem. Tử Thiên Y gật gật đầu, nhưng vừa vặn thi triển xoán mệnh chi thuật, một ngụm ngai ngái trực tiếp từ trong miệng hắn tuôn ra. Hiên Viên Trảm Tiên vội vàng đỡ lấy Tử Thiên Y, sắc mặt nghiêm túc hết sức. Thật là mạnh phản phệ. Khương Ách thở sâu, bình thường không sợ trời không sợ đất hắn, đối mảnh này thi khí mênh mông địa phương quỷ quái, cũng có được nồng nặc đề phòng. Có lẽ, thật sự có thánh tổ thi thể. Diệp Khuynh Thành híp hai mắt, lãnh quang lấp lóe, sắc bén hết sức, bốn phía tất cả gió thổi cỏ lay, đều không thể đào thoát hắn bắt. Tiêu Phàm lấy ra một khỏa đan dược ném cho Tử Thiên Y, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Theo càng lúc càng thâm nhập, thế lực bị ngăn trở cũng càng ngày càng nghiêm trọng, thấu xương gió lạnh càng ngày càng rét lạnh,
mặt đất vậy mà ngưng kết thành từng tầng xương lạnh. Loại này lạnh, không phải tới từ bên ngoài, ngược lại giống như là đến từ trong xương cốt, đến từ người linh hồn. Cho dù là đại đế cảnh, cũng rất khó chịu được loại này linh hồn rét lạnh. Ta làm sao có loại cảm giác, nơi này không giống như là thái cổ thần giới địa vực, mà là thông hướng chỉ có người chết mới có thể đi trước chân chính hoàng tuyển địa phương. Hiên Viên Trảm Tiên run giọng nói, lạnh răng đều có chút run. Thiên hạ đệ nhất dưỡng thi địa tự nhiên không phải nói. Tử Thiên Y lại là lắc đầu, dựa theo ta Tử Thiên gia tộc điển tịch ghi chép, thái cổ thần giới tất cả địa phương thi khí, đều chậm rãi hướng chảy hoàng tuyền cổ vực. Nơi này, đã dung nạp vô số tuế nguyệt thi khí, chính là chí hàn địa phương, nơi này vẫn chỉ là giáp danh, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, sợ là thánh đế cảnh cũng chưa chắc có thể chịu được. Thiên hạ đệ nhất dưỡng thi địa, cái danh này thật đúng là rất lớn. Hiên Viên Trảm Tiên tán đồng gật đầu. Không chỉ là cái danh này, kỳ thật còn có phương diện địa lý vấn đề. Tử Thiên Y nói bổ sung, hoàng tuyền cổ vực, thế nhưng là thái cổ thần giới 9 vạn trong khu vực thấp nhất một vực. Nếu như dùng độ cao so với mặt biển để cân nhắc, nơi này đoán chừng còn đang đáy biển phía dưới mấy trăm dặm, mà thi khí, chính là chọc khí chìm xuống. Trên đời này thi khí, đều sẽ chậm rãi chảy vào nơi này. Tử Thiên Y vừa nói như thế, Tiêu Phàm mấy người đều bỗng nhiên giật cả mình. Nếu quả thật như hắn nói tới, cái kia hoàng tuyền cổ vực, chẳng phải là đã nhận lấy trên trăm vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm thi khí, cái này cỡ nào sao bàng bạc số lượng. Cho dù là thánh tổ cấp bậc thi thể, cũng đầy đủ dùng những cái này thi khí đến uẩn dưỡng rồi a. Hồng Hộc cũng ngay tại giây phút này. Đột nhiên từng đạo lăng lệ khí lãng từ nơi không xa sương mù xám xịt bên trong phá không mà ra, hướng thẳng đến mấy người đánh tới. Diệp Khuynh Thành tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, trong nháy mắt một điểm, từng đạo kiếm khí nở rộ, trong nháy mắt chém ra những cái kia khí lãng. Mấy người vội vàng ngừng thân hình, ánh mắt u lãnh hướng về bốn phía. Sau một khắc, từng đợt tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. In vào Tiêu Phàm tầm mắt của bọn họ bên trong, lại là một đám cưỡi u minh chiến mã thần thi. Không sai, chính là thần thi. Bọn họ hai mắt một phiến hỗn độn, không có thần thái, trên người cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ, chỉ có vô tận thi khí. Bất quá, bọn họ so Tiêu Phàm đã từng thấy qua bất luận cái gì một bộ thần thi đều cường đại hơn, từ mới vừa công kích tới mở nhìn, bọn hắn thực lực đoán chừng không kém gì bán bộ thánh tôn cảnh. Khí số, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn từ những cái này thần thi trên người cảm nhận được từng tia tế nhược tơ nhện khí số sợi tơ, thông hướng phương xa. Đây là bị người thao túng. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới loại khả năng này, trong bóng tối khống chế bọn hắn người, 89 phần 10 chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, hơn nữa thi triển vẫn là khống thi chi thuật. Ta tới chém dụng bọn họ, Hiên Viên Trảm Tiên lông mày ngưng tụ, sát khí nặng nề tiến lên một bước. Nhưng mà, lại đừng Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại, chỉ thấy Tiêu Phàm nhìn qua khí số sợi tơ thông hướng phương hướng, nói, vô tận thần phủ Tiêu Phàm, đến đây tiếp. Tiêu Phàm không nghĩ giấu giếm cái gì, đối phương vậy mà đã phát hiện bọn họ tồn tại, khẳng định đã nhận ra bọn họ. Đã như vậy, vậy liền tiên lễ hậu binh. Bích Lạc Hoàng Tuyền bế sơn, bất luận kẻ nào không được đi vào, Tiêu phủ chủ mời đi. Một trận mờ mịt thanh âm trong hư không vang lên. Không biết từ phương hướng nào truyền đến. Diệp Khuynh Thành cùng Khương Ách đám người vẻ mặt phòng bị hướng về tứ phương, chỉ có Tiêu Phàm, lại là trực tiếp tập trung vào khí số sợi tơ phương hướng. Tiêu Mỗ đáp ứng lời mời mà đến, hiện tại tại sao lại nói bế sơn, bất luận kẻ nào không được đi vào. Tiêu Phàm ngữ khí ngưng tụ, lạnh giọng nói, đem Hoa Thiên Thụ kêu đi ra, thật coi Tiêu Mỗ dễ khi dễ sao. Trong sương mù dày đặc, giờ phút này đang đứng hai đạo áo đen thân ảnh, làm nghe được lời nói của Tiêu Phàm lúc, không khỏi nhìn nhau đối phương một cái. Hoa Thiên Thụ tìm đến, một người trong đó trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia sát khí. Không có khả năng, nửa tháng trước, Hoa gia người liền bị giam lỏng, làm sao có thể thông chi người khác, hắn đang đặt mưu. Một người khác khẳng định lắc lắc đầu nói. Trước một người nghe vậy, lập tức trầm giọng nói Tiêu phủ chủ từ đâu đến. Về đâu đi thôi, Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng vô tận thần phủ không oán không cừu, không có người sẽ đùa nghịch các hạ. Có đúng không, cũng đúng lúc này,
một bóng người bỗng hiện lên ở trước người hai người, một cổ lực lượng cường đại bao phủ hai người, để bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy. Làm sao ngươi biết chúng ta ở nơi này? Hai người sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh. Hai người mình cũng liền trao đổi một cái hô hấp không tới thời gian mà thôi, liền để Tiêu Phàm tìm được sơ hở. Các ngươi là U gia người a? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không đợi hai người phản ứng, hai đạo lục quang trong nháy mắt xông vào cặp mắt của hai người. Chủng ma chi thuật thi triển. Tiêu Phàm đã rất ít đối thái cổ thần giới tu sĩ thi triển chủng ma thuật, nhưng là bây giờ, hắn căn bản không có thời gian lãng phí. Chỉ chốc lát sau, hai người bàng bạc ký ức bị Tiêu Phàm cắt tỉa một lần. Dưỡng thi đại hội, Tiêu Phàm từ hai người trí nhớ nhận lấy mấu chốt nhất tin tức, không khỏi híp híp hai mắt, khó trách Hoa Thiên Thụ sẽ thông báo cho Lãnh Tiếu Nhận, hoa gia đều bị giam lỏng. Tiêu Phàm, cái gì dưỡng thi đại hội? Tiêu Phàm trầm tư thời khắc. Khương Ách bọn họ cũng tới đến bên cạnh hắn, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Hai cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Diệp Khuynh Thành, ngươi nhớ kỹ người này dung mạo. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói. Diệp Khuynh Thành vẻ mặt mộng bức, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trực tiếp phong ấn hai người kia tu vi, ném vào thể nội thế giới. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân hình một trận biến ảo, biến thành một người trong đó bộ dáng, để Diệp Khuynh Thành đám người kinh ngạc hết sức, bọn họ ẩn ẩn đoán được Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm lại là như không có chuyện gì xảy ra nói, từ giờ trở đi, ta gọi U Sơn, là Bích Lạc Hoàng Tuyển U gia ngoại vi đệ tử, ngươi liền kêu U Thủy. Đúng, Diệp Khuynh Thành gật gật đầu. Đồng thời hắn thân thể cũng một trận biến hóa, biến thành Tiêu Phàm vừa rồi nhường hắn nhớ người kia bộ dáng. Tiêu Phàm lại giao cho Diệp Khuynh Thành một mai ngọc phù, thôi động phía dưới, Diệp Khuynh Thành trên người linh hồn cùng mệnh cách khí tức cũng bỗng phát sinh cải biến, biến thành chân chính U Thủy. Mà Tiêu Phàm bản thân, tự nhiên là không cần những thứ này, hắn không có mệnh cách, có thể tùy ý cải biến mệnh cách khí tức. Tiêu Huynh, chúng ta đây, chúng ta trở thành ai? Có phải hay không lại tìm mấy người ngụy trang một chút? Thiên Viên Trảm Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành bộ dáng, vẻ mặt hưng phấn nói. Không cần, Tiêu Phàm lại là khoát tay áo, nói, ba người các ngươi, đóng vai thi thể là được rồi. Thi thể, Thiên Viên Trảm Tiên sặc đến không nhẹ, bản thân dù sao cũng là cái anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng tiểu tử A, làm sao có thể trang thi thể. Chỉ chốc lát sau. Thiên Viên Trảm Tiên biến thành một bộ triệt triệt để thi thể. Tiêu Phàm phong bế bọn họ trên người sinh cơ, hơn nữa lưu lại một đạo đặc biệt khí số sợi tơ, hắn đọc lấy hai người kia ký ức, đối khống thi thuật ngược lại là có hiểu biết. Lấy hắn thiên phú, chỉ cần không phải bản nguyên tuyệt kỹ, muốn học được đều không phải là cái gì việc khó. Khuynh Thành, người tới điều khiển hai người bọn họ, còn bà nó khống Khương Ách. Tiêu Phàm nghĩ đến Khương Ách thiên ách chi thể. Cuối cùng vẫn lựa chọn không nên để cho Diệp Khuynh Thành áp sát quá gần. Người này tai nạn đặc tính, có thể không phải là ai đều gánh vác được. Tiêu Phàm, lời này của ngươi thật khó nghe, cái gì gọi là điều khiển ta? Khương Ách vẻ mặt im lặng nói, mình là cùng đi theo thăm viếng A, bây giờ lại đóng vai lên người chết. Tùy tiện, dù sao ngươi bây giờ đem mình làm người chết là được rồi. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, sau đó lại thần sắc nghiêm lại. Nói, đúng rồi, người chết là sẽ không nói chuyện. Khương Ách ba người trợn trắng mắt, hóa ra chúng ta ba người tới nơi này, chính là giả chết người A. Bất quá lại nói trở về, lấy Hoàng Tuyền cổ vực bây giờ tình huống, giả chết người thật đúng là an toàn nhất. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm một chuyến tiếp tục thâm nhập sâu, một lần này, bọn họ minh mục trương đảm rất nhiều. Tiêu Phàm đọc lấy hai người kia ký ức, đối Bích Lạc Hoàng Tuyền đại khái bảy bố cũng biết không ít. Một đường đi xuống, cơ bản không gặp gỡ người nào. Không sai biệt lắm tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm một chuyến rốt cục xông qua trọng trọng thi khí, tiến nhập một mảnh tường hòa địa vực. Ngoại giới, có một đạo kết giới, đem tất cả thi khí ngăn cản ở ngoài, khiến cho bên trong cùng ngoại giới hoàn toàn là hai cái thế giới. Hơn nữa, lấy Tiêu Phàm năng lực, ở đối phương thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới liền xuyên qua trận pháp màn sáng, tiến nhập một vùng thung lũng. Nơi này phòng thủ rất nghiêm mật, mọi người cẩn thận một chút,
Diệp Khuynh Thành nhắc nhở mấy người nói. Không cần, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nào đó một cái phương hướng. Sau một khắc, tốt mấy bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, rơi vào Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa, cầm đầu là một cái hắc bào lão giả, bó chặt áo bào đen, chỉ dò dỉ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Gặp qua Tiêu phủ chủ, hắc bào lão giả hơi hơi chắp tay, nói, thánh tử xin đợi lâu ngày, mời. Thánh tử, Hoàng Tuyền thánh tử sao? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, cái tên này, lúc trước hắn nghe Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y nói lên, hắn còn tưởng rằng chỉ là giả tưởng mà thôi, không nghĩ tới là thật. Hơn nữa, bản thân một chuyến tới đây, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, Hoàng Tuyền thánh tử làm sao biết nhóm người mình sẽ đến nơi này. Phải biết, hắn cũng thay đổi huyễn bộ dáng, đám người liền mệnh cách khí tức đều cải biến a. Ngươi nhận lầm người a? Tiêu Phàm rất muốn hỏi như vậy, có thể nghĩ nghĩ, tất nhiên đối phương khẳng định như vậy tới nơi này, giải thích sớm đã đối với mình một nhóm tung tích rõ như lòng bàn tay, phản bác lại có ý nghĩa gì đây? Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình một trận biến ảo, biến thành vốn là bộ dáng, có chút hiếu kỳ nói, Hoàng Tuyền thánh tử làm thế nào biết ta sẽ đến? Thánh tử không gì làm không được, không phải lão hủ có thể ước đoán. Hắc bào lão giả lắc lắc đầu nói, ánh mắt bên trong đối Hoàng Tuyền thánh tử tràn đầy vẻ kính sợ, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, nói, mời đi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đi theo hắc bào lão giả tại chỗ biến mất. Hắn trong lòng lại là ở tính toán, tất nhiên Hoàng Tuyền thánh tử biết rõ hắn đến nơi này, cái kia nghĩ đến cũng biết Lãnh Tiếu Nhận bọn họ tiến vào. Có phải hay không Lãnh Tiếu Nhận đã rơi xuống Bích Lạc Hoàng Tuyền người trong tay đây? Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là nhìn được không có hỏi thăm, vạn nhất Bích Lạc Hoàng Tuyền không biết, chẳng phải là ngược lại hại Lãnh Tiếu Nhận bọn họ. Tất cả, chờ nhìn thấy trong truyền thuyết Hoàng Tuyền thánh tử sẽ biết. Hắc bào lão giả mang theo Tiêu Phàm một chuyến xuyên qua tầng tầng trận pháp kết giới, cuối cùng tiến nhập một tòa u nhã sơn cốc bên ngoài. Thánh tử ở bên trong chờ Tiêu phủ chủ. Tiêu phủ chủ mời. Hắc bào lão giả ngưng tiếng nói, những người khác, theo lão hủ ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút ha. Tiêu Phàm hướng về phía đám người gật đầu một cái, sau đó một thân một mình đi vào sơn cốc. Sơn cốc 10 điểm u tĩnh, chim hót hoa nở, nếu như không phải đã trải qua trước đó tràn ngập thời kỳ địa vực, Tiêu Phàm tuyệt không cho rằng nơi này cũng là xuất phát từ Hoàng Tuyền cổ vực. Trong lâm viên chỉ có một đầu đường nhỏ, Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau, một mảnh biển hoa hiện tại Tiêu Phàm tầm mắt. Biển hoa bên bờ, tọa lạc một cái đình nghỉ mát, trong lương đình, một cái áo đen nam khẽ vuốt cầm, phát ra một trận dễ nghe êm tai thanh âm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, trên người đối phương hư vô phiêu miểu khí tức, nhưng hắn có loại áp lực cường đại. Gặp qua Hoàng Tuyền thánh tử, Tiêu Phàm nhàn nhạt chắp tay nói. Hắn nội tâm đối trước mắt Hoàng Tuyền thánh tử. Vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ bất quá, nhìn thấy cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, Tiêu Phàm trong lòng có cảm giác quái dị, tổng giống như mình ở nơi nào gặp qua người này. Hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng là cũng không có nhớ tới cùng người trước mắt bóng lưng tương tự người. Chanh, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, hắc y nam tử hai tay nhẹ nhàng đặt tại dây đàn phía trên, chậm rãi đứng dậy. Tiêu Phàm thấy được một tấm trắng nõn bên mặt, chân mày nhíu sâu hơn. Tiêu phủ chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắc y nam tử đột nhiên mở miệng nói, cùng lúc đó, mặt mũi của hắn cũng đồng thời hiện lên ở Tiêu Phàm trước mắt. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người. Tràng diện một trận yên lặng, Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem hiện lên ở trong mắt loại này mặt mũi anh tuấn, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Làm sao, rất kinh ngạc sao? Hắc y nam tử Hoàng Tuyền thánh tử thần sắc đạm mạc, lấy tay vung lên, trên mặt bàn lập tức nhiều hơn một bình rượu ngon, hắn nhẹ nhàng rót hai chén, động tác xinh đẹp hết sức. Là rất kinh ngạc, Tiêu Phàm gật đầu một cái, nói ta là nên gọi ngươi Hoàng Tuyền thánh tử, vẫn là gọi ngươi Ân Minh tử đây. Không sai, người trước mắt không phải người khác, chính là Thái Minh đế vực đế tử Ân Minh tử. Lúc trước cùng Tiêu Phàm giao thủ, là ở trong Bách Sát chiến trường. Khi đó Ân Minh tử thế nhưng là quan sát Tiêu Phàm tồn tại, cường đại một thớt. Chỉ bất quá Tiêu Phàm cái sau vượt cái trước, ở nhân tộc thí luyện cổ lộ bên trong,
Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người nhiều lần lâm vào nguy cơ, Tiêu Phàm xem ở cùng là man hoang cổ cương tu sĩ phân thượng, đã cứu bọn họ một mạng. Nhưng mà Tiêu Phàm không hiểu là, Ân Minh Tử lúc trước thế nhưng là kém chút chết ở Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ trong tay a. Làm sao hiện tại, ngược lại trở thành Bích Lạc Hoàng Tuyền Thánh Tử đây? Gọi ta Hoàng Tuyền Thánh Tử a, đây là ta lúc đầu danh tự. Hắc bào nam tử Hoàng Tuyền Thánh Tử cười cười, nói chẳng qua là ban đầu ta giải thể về sau, linh hồn bản thân phong cấm, luân hồi vô số tuế nguyệt, thẳng đến mấy năm trước mới tỉnh lại. Luân hồi, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn nhưng là từng tiến vào cửu u địa ngục, chỗ đó nhóm người sở dĩ bất tử, cũng là bởi vì khí số chưa hết. Hắn có thể không tin, chân chính phải chết người, còn có thể không ngừng sống sót. Cái này mặc dù không phải đúng nghĩa luân hồi, nhưng cũng coi như là một loại khác phục sinh con đường, hoặc có lẽ là, ta căn bản là không có chết đi. Hoàng Tuyền Thánh Tử ngược lại là không chút nào để ý. Loại thuyết pháp này Tiêu Phàm ngược lại là tán đồng không ít, Hoàng Tuyền Thánh Tử chỉ là bởi vì không chết, linh hồn phụ thể ở khác một thân thể phía trên, vô hạn tuần hoàn. Bởi vì không có tự ngã giác tỉnh, ý thức của hắn một mực phong cấm, trải qua sự tình cũng không nhất định rõ ràng. Thẳng đến một thế này, hắn phụ thể ở Ân Minh Tử trên người lúc, ngoài ý muốn tỉnh lại. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hẳn là hắn đoạt xá Ân Minh Tử, mà không phải chân chính luân hồi. Ngươi lần này gọi ta đến, lại cần làm chuyện gì? Tiêu Phàm lười nhác cùng hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nếu là lúc trước Ân Minh Tử, Tiêu Phàm tự nhiên là không sợ hãi, nhưng là bây giờ Hoàng Tuyền Thánh Tử, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận đối đãi. Ngay cả Hoa Gia đều bị hắn toàn bộ nhốt, có thể nghĩ hắn thực lực mạnh. Tiêu Phàm, theo lý thuyết, người đã từng cứu mạng của ta, ta thiếu ngươi một cái mạng. Hoàng Tuyền Thánh Tử vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Phàm, nói ta không muốn nhìn ngươi chết ở chỗ này, cho nên, ngươi chính là mang theo ngươi người đi thôi. Nếu như ta không đi đây, Tiêu Phàm do dự mấy tức, suy nghĩ một chút nói. Hoàng Tuyền Thánh Tử nếu quả thật muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không xem ở cái gì mặt mũi, đây chẳng qua là hắn một cái lấy cớ mà thôi. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Hoàng Tuyền Thánh Tử lộ ra vẻ khó xử, ta biết, ngươi muốn cho Hoa Thiên Thụ ra mặt, Hoa gia sớm đã xuống dốc, không đáng ngươi liều mạng. Nói đến đây, Hoàng Tuyền Thánh Tử lộ ra vẻ tiếc hận, dừng một chút lại nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta hợp tác, ta nghĩ, Vô Tận Thần Phủ cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền liên thủ. Cái gì đó cho má nhân tộc liên minh, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Tiêu Phàm trầm mặc, nhường hắn liên thủ Bích Lạc Hoàng Tuyền không có vấn đề, nhưng là nhường hắn cùng Hoàng Tuyền Thánh Tử liên thủ, đó là không có khả năng. Mặc dù Hoàng Tuyền Thánh Tử một mực duy trì phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng Tiêu Phàm dứt khoát có thể cảm nhận được, hắn giống như ở kiêng kỵ bản thân. Thậm chí, hắn sở dĩ muốn để cho mình rời đi Hoàng Tuyền cổ vực, cũng là xuất phát từ phần kia kiêng kỵ. Thế nhưng là, trên người mình có đồ vật gì, là hắn kiêng kỵ đây? Tiêu Phàm suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không rõ. Ta có thể đi, nhưng là, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hít sâu một cái nói, Hoa Thiên Thụ cùng Hoa gia người, ta đều nhất định phải mang đi, về sau, Bích Lạc Hoàng Tuyền sự tình cùng Hoa gia không quan hệ, làm sao? Tiêu Phàm tự nhiên cũng là biết rõ tiến thối người, Hoàng Tuyền Thánh Tử không có khả năng từ bỏ Bích Lạc Hoàng Tuyền. Hắn tự nhiên cũng không tất yếu cùng chết. Huống chi, hắn cần Hoa gia, chẳng qua là nghĩ lớn mạnh Tu La Điện sát thủ mà thôi, dù cho không thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền, chỉ cần Hoa gia gia nhập, Tu La Điện thực lực tất nhiên cũng sẽ tăng vọt. Ngươi tại cùng ta có kè mặc cả sao? Hoàng Tuyền Thánh Tử buồn cười nhìn xem Tiêu Phàm. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi một cái mạng, không có hoa nhà đáng tiền sao? Tiêu Phàm đạm mạc nói. Tất nhiên ngươi phải cùng ta nói trước kia ân cứu mạng, vậy ta liền cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Hoàng Tuyền Thánh Tử không có phía trước lạnh nhạt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Phàm vậy mà lại phản đối đề nghị của hắn, hắn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm vì Hoa gia vì sao muốn liều mạng như vậy. Đáng tiếc, hắn không hiểu rõ Tiêu Phàm làm người. Tất nhiên Hoa Thiên Thụ thần phục hắn, đó chính là hắn huynh đệ, hắn Tiêu Phàm lúc nào buông tha huynh đệ của mình sao? Chưa từng có, trước kia không có, hiện tại cũng không có, về sau cũng sẽ không có. Tiêu Phàm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Hoa gia ta có thể không giết,
nhưng bọn hắn chưa hẳn sống được. Hoàng Tuyền Thánh Tử ngữ khí cũng biến thành âm hàn lên, nói, hơn nữa, lần này dưỡng thi đại hội, thế lực rắc rối phức tạp, lưu lại đối với ngươi không có chỗ tốt. Nếu là có thể mang theo Hoa gia rời đi, chính là đối ta chỗ tốt lớn nhất. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Nói như vậy, Hoa gia không đi, ngươi sẽ không rời đi. Hoàng Tuyền Thánh Tử trầm giọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, thái độ cũng 10 điểm kiên quyết. Lúc này, Hoàng Tuyền Thánh Tử đột nhiên tà tà cười một tiếng, nhìn về phía một phương hướng khác nói, Tiếu Thiên Cơ, ngươi nói không sai, ta vậy mà không thuyết phục được hắn. Tiếu Thiên Cơ, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, bỗng nhiên tìm Hoàng Tuyền Thánh Tử phương hướng nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo bạch bào thân ảnh tung bay mà tới, chậm rãi rơi vào Hoàng Tuyền Thánh Tử cách đó không xa, trừ bỏ Tiếu Thiên Cơ còn có thể là ai đây? Tiếu Thiên Cơ, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn người tới. So trước đó nhìn thấy Ân Minh Tử còn khiếp sợ hơn không ít, bản thân vậy mà liên tiếp nhìn thấy đã từng bạn cũ. Thế nhưng là, Tiếu Thiên Cơ không phải trong bóng tối một mực trợ giúp bản thân sao, làm sao một lần này, lại ở cho Hoàng Tuyền Thánh Tử nghĩ kế. Tiêu Phàm, đã lâu không gặp, Tiếu Thiên Cơ mỉm cười, ngữ khí rất bình thản, ánh mắt cũng rất tùy ý, thậm chí có chút khiêu khích cùng ngoạn vị ý tứ. Tiêu Phàm, nghe nói các ngươi có thù. Hoàng Tuyền Thánh Tử thản nhiên nói, trong giọng nói đều là thử ý tứ. Tiêu Phàm mặt ngoài không hề bận tâm, nhưng nội tâm lại là nhanh chóng suy nghĩ lên, đây rốt cuộc là có ý gì. Bất quá sau một khắc, hắn cảm nhận được Tiếu Thiên Cơ trên người như ẩn như hiện sát khí lúc, Tiêu Phàm tựa như minh bạch cái gì, cười lạnh một tiếng nói, cũng không cái gì đại thù, chỉ bất quá giết hắn dưỡng phụ, giết hắn mấy cái huynh đệ mà thôi. À! Hoàng Tuyền Thánh Tử nhìn về phía Tiếu Thiên Cơ ánh mắt lập tức hòa hoãn không ít, ngay sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên nói, Tiếu Thiên Cơ, vậy ngươi đoán một chút nữa, ta sẽ giết hay không Tiêu Phàm? Tiếu Thiên Cơ sát khí trên người chậm rãi thu liếm, hơi hơi khom người nói, tuy nhiên thuộc hạ muốn giết hắn báo thù, nhưng Thánh Tử sẽ không giết hắn. Vì sao? Hoàng Tuyền Thánh Tử nụ cười chậm rãi ngưng tụ, lạnh lùng hướng về Tiếu Thiên Cơ nói. Tiếu Thiên Cơ thần sắc như thường. Căn bản không có e ngại Hoàng Tuyền Thánh Tử ý tứ, ngược lại biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm. Thánh Tử suy nghĩ trong lòng, lại không cần hỏi ta. Tiếu Thiên Cơ nhàn nhạt trả lời một câu. Hoàng Tuyền Thánh Tử nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Cơ, sau nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, vô luận ngươi có đi hay không, nhưng là... Từ ngươi đi ra mảnh sơn cốc này bắt đầu, ngươi ân tình, liền xóa bỏ. Hoàng Tuyền Thánh Tử giọng nói vô cùng lăng lệ, cũng không quản Tiêu Phàm có đáp ứng hay không. Tiêu Phàm cảm giác Hoàng Tuyền Thánh Tử có bệnh, chính mình cũng không muốn ngươi trả cho ta ân tình a, làm sao ngươi quả thực là phải trả đây. Huống chi, nếu như ngươi thật muốn giết ta, vậy cũng không cần thiết nhớ ân tình a. Tiêu Phàm nghe được hắn ý tại ngôn ngoại, ý là hắn trừ bỏ có thể mang người rời đi bên ngoài, còn có thể lưu tại bên trong vùng thung lũng này. Nếu không thì tính cùng hắn Hoàng Tuyền Thánh Tử ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng tiểu gia cùng ngươi Ân Minh Tử, có vẻ như cũng không có cái gì tình nghĩa a. Cáo từ, Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời một câu, liền đạp không mà lên, rời đi lâm viên, căn bản không quan tâm Hoàng Tuyền Thánh Tử uy hiếp. Hoàng Tuyền Thánh Tử ánh mắt lập tức trở nên hết sức rét lạnh lên, phất phất tay, sát khí nặng nề nói, Tiếu Thiên Cơ, cho ta giám thị bọn họ. Thánh Tử nếu như lo lắng Tiêu Phàm gây chuyện, sao không quả quyết giết hắn? Tiếu Thiên Cơ ngưng tiếng hỏi. Điểm này, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng, hắn tự nhiên không tin Hoàng Tuyền Thánh Tử quan tâm cùng Tiêu Phàm ở giữa ân tình. Lấy hắn thực lực, còn không có đối Tiêu Phàm xuất thủ, chỉ có một điểm. Kia liền là, hắn căn bản giết không được Tiêu Phàm. Đi xuống đi, Hoàng Tuyền Thánh Tử ngược lại là không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt khoát khoát tay. Tiếu Thiên Cơ gật đầu rời đi, Hoàng Tuyền Thánh Tử nhìn qua hắn rời đi phương hướng, nhẹ giọng nỉ non nói, cửu u quỷ chủ, mặc kệ ai là người của ngươi, chờ dưỡng thi đại hội về sau, đều phải chết. Tiêu Phàm rời đi sơn cốc, Hoàng Tuyền Thánh Tử ngược lại là không có làm khó Diệp Khuynh Thành bọn họ, mấy người tập hợp về sau, liền lưu tại Hoàng Tuyền Cổ Thành. Hoàng Tuyền Cổ Thành, cổ xưa tang thương, đường lát đá chính là hắc thạch chế tạo. Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Xa xa nhìn tới, liền tựa như máu tươi vẩy ở trên thạch đầu khô cạn sau hình thành, nhìn qua có chút lành lạnh, để người tê cả da đầu.
Giờ phút này, Hoàng Tuyền cổ thành các loại khác nhau không ít người, hiển nhiên cũng là vì dưỡng thi đại hội mà đến. Tiêu Phàm trước đó liền nghe đều chưa nghe nói qua dưỡng thi đại hội, những người này có thể sớm lại tới đây, nghĩ đến cũng không là người bình thường, hơn phân nửa cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền có chút quan hệ. Hoàng Tuyền cổ thành cung điện thành đàn, bất quá lại không có cái gì khách sạn, nơi này một mực cấm chỉ người khác tiến vào, đương nhiên sẽ không có khách sạn loại hình đồ vật. Có cũng là cực ít, căn bản không tới phiên Tiêu Phàm bọn họ đến ngủ. Bất quá tửu lâu loại hình địa phương ngược lại là có một ít, Tiêu Phàm bọn họ rơi vào đường cùng, chỉ có thể tùy ý tìm một gian tửu lâu ngồi xuống, chờ đợi cái gọi là dưỡng thi đại hội. Dưỡng thi đại hội, còn có 3 ngày, Tiêu Phàm cũng hết sức tò mò, dưỡng thi đại hội sẽ có cái gì? Phủ chủ, chúng ta, vừa mới ngồi xuống, Diệp Khuynh Thành thần sắc lập tức trở nên sắc bén lên. Chúng ta chỉ ăn uống, không lo chuyện khác. Không đợi Diệp Khuynh Thành nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, hắn làm sao không biết, bản thân một chuyến bị giám thị đây. Hắn nguyên bản còn muốn thừa cơ tìm hiểu một lần Hoa Thiên Thụ bọn họ tin tức, hiện tại xem ra, sợ là rất khó, lại càng không cần phải nói cứu ra bọn họ. Trước tĩnh tâm chờ đợi, Tiêu Phàm cho mấy người truyền âm nói, điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, bắt đầu đuổi nhàm chán thời gian. Mà lúc này, cách xa nhau không xa một con đường, một gian ít có khách sạn bên ngoài, đến một đôi áo đen nam nữ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hậu phương, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một người mặc áo choàng, mang theo nón lá hắc y nhân, thấy không rõ là nam hay là nữ. Tiêu Trần ca ca, cái kia hắc y nhân tại sao cứ đi theo chúng ta? Cũng không đúng chúng ta xuất thủ, liền nhìn chúng ta như vậy. Hắn là có ý gì? Thiếu nữ vẻ mặt lo lắng truyền âm nói. Không sai, hai người chính là ám sát Tiêu Phàm Tiêu Trần, đã thất sát nhân vương nữ nhi Tiểu Khê. Không cần phải để ý đến hắn, Tiêu Trần nhíu mày. Thân làm sát thủ hắn, đối sát khí cảm giác có thể nói là 10 điểm linh mẫn, nhưng hắn không có từ người áo đen kia trên người cảm nhận được bất luận cái gì sát ý. Tương phản, hắc y nhân tựa như đang bảo hộ hắn môn đồng dạng. Có thể mấu chốt là, trên đời này có thể bảo vệ bọn hắn người, cũng chỉ có người của nhân thế gian. Mà nhân thế gian sát thủ, trong tay mỗi người đều có vô số tính mệnh, lây dính vô số máu tươi, trên người sẽ chán phóng một loại đặc biệt huyết sát chi khí. Nhưng người áo đen này trên người lại là không có cái gì, rõ ràng không phải người của nhân thế gian, cái này khiến Tiêu Trần 10 điểm không hiểu. Chờ dưỡng thi đại hội kết thúc, chúng ta liền mau chóng rời đi. Tiểu Khê gật gật đầu, trong lòng phàn nàn nói, đều do cái kia ngoại sự bộ môn, không phải để cầu Tiêu Trần ca ca tới tham gia dưỡng thi đại hội, quay đầu ta để cha đem ngoại sự bộ môn cho rút lui. Hai người đi vào khách sạn, hắc y nhân cũng chưa đi tiến đến, mà là tại đối diện một gian tửu lâu tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt lại là chưa từng có rời đi khách sạn phương hướng. Dưỡng thi đại hội, sư tôn đã từng đề cập với ta một lần. Vốn nên muốn mấy chục năm sau mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới sớm lâu như vậy. Hắc y nhân thanh âm có chút trầm thấp, tựa như là cố ý cải biến giọng nói. Dừng một chút, lại nói, trước thời hạn cũng tốt, sớm chút giải quyết cái này tai họa ngầm, miễn cho về sau ra loạn gì. Vừa vặn, một lần này, Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng U Minh địa ngục người đều cùng, cũng miễn cho ta nguyên một đám đi một lần. Lại nói Tiêu Phàm mấy người vừa mới ngồi xuống. Lên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, đang chuẩn bị ăn ngốn nghiến thời điểm, đột nhiên cách đó không xa một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Nha, đây không phải Tiêu phủ chủ sao? Một cái bạch bào nam tử đi ngang qua Tiêu Phàm bàn của bọn họ bên cạnh, đột nhiên âm dương quái khí gọi một câu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy bạch bào nam tử tà tà cười một tiếng, nói, ngươi không phải gia nhập thiên hoang sao? Tại sao lại trở về? Ngươi xem ta đây trí nhớ, cũng đúng, nghe nói vô tận thần phủ muốn gia nhập nhân tộc liên minh, còn bị cự tuyệt, ha ha. Nói đến đây, bạch bào nam tử sau lưng vài cái bàn người, tất cả đều đứng dậy, cười như điên không thôi. Cùng lúc đó, mỗi cá nhân trên người đều tản ra cường đại khí tức, khóa chặt mấy người bọn họ, tựa như tùy thời chuẩn bị xuất thủ một dạng. Cơ Vô Nhạn, người yêu nhân kia còn chưa có chết, Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Bất quá hắn cũng quả thật có chút kinh ngạc. Cơ Vô Nhạn lúc trước toàn tâm toàn ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm còn nghĩ giết hắn,
nhưng về sau ở Ngọc Kỳ Tử cùng nhân tộc đổ ước bên trong, hắn vậy mà đứng ra, bị Ngọc Kỳ Tử trọng thương, để Tiêu Phàm từ bỏ giết ý nghĩ của hắn. Tiêu Phàm vẫn cho là, hắn đã chết ở vạn tộc thí luyện cổ địa, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót. Tiêu Phàm, người tự tìm cái chết. Cơ Vô Nhạn nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, cả người đột nhiên tản mát ra một cỗ thấu xương lạnh ý, bay thẳng Tiêu Phàm bọn họ mà đến. Hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, cho ngươi một cái cơ hội sống, quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống, Tiêu Phàm bị Cơ Vô Nhạn lời nói làm cho sợ hết hồn, còn cho rằng mình nghe lầm. Ngươi nha, một cái liền trở thành hắn Tiêu Phàm đối thủ đều không có tư cách người, bây giờ lại nhường hắn quỳ xuống xin lỗi, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Ta nhường ngươi quỳ xuống, Cơ Vô Nhạn thanh âm the thé vang lên lần nữa. Khuôn mặt lại lạnh lùng thêm vài phần. Phốc phốc, Tiêu Phàm rốt cục nhìn không được cười lên, nhìn thấy Cơ Vô Nhạn bộ dáng, hắn không còn gì để nói, một cái liền bản thân là nam hay là nữ đều không phân rõ người, cũng xứng để cho ta quỳ xuống. Nói đến đây, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía bên người hắn những người kia nói, những người này cũng là Cơ gia. Cũng đừng đều giống như ngươi, không bao lâu, Cơ gia coi như đoạn tử tuyệt tôn. Tiêu Phàm lời nói mặc dù không mang cái gì chữ thô tục, nhưng không thể bảo là không hung ác, người Cơ gia cũng nhịn không được nữa, tất cả đều tức giận không thôi, đem Tiêu Phàm một chuyến vây ở trung ương. Tiêu Phàm nhìn như rất tùy ý, nhưng trong lòng là không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cơ gia, thế nhưng là cùng Thiên Hoang có chỗ liên hệ, Cơ Vô Nhạn làm sao sẽ chạy tới nơi này đây? Còn có một chút, Cơ Vô Nhạn thiên phú thường thường, hơn nữa một mực đợi ở Thái Cổ thần giới. Nhưng hắn hiện tại tu vi, vậy mà đạt đến thượng phẩm thánh tôn cảnh. Dạng này thực lực và thiên phú, đã không kém gì Diệp Khuynh Thành A. Cơ Vô Nhạn trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, Tiêu Phàm từ trên người hắn cảm nhận được nồng nặc thi khí, điều này nói rõ, Cơ Vô Nhạn khả năng thường xuyên cùng thi thể liên hệ. Mà loại người này, hơn phân nửa đều là khống thi nhất tộc A. Chỉ là, Tiêu Phàm chưa từng nghe nói qua. Cơ gia cùng khống thi nhất tộc có liên quan gì? Tiêu Phàm, nguyên bản ta còn chuẩn bị tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng bây giờ, ngươi triệt để chọc giận ta. Cơ Vô Nhạn cơ hồ từng chữ nói ra nói, ngữ khí rét lạnh tới cực điểm. Nói xong, hắn đưa trưởng hướng về Tiêu Phàm chộp tới, cực kỳ quyết đoán cùng lăng lệ. Cũng khó trách hắn trở nên lớn lối như thế, thượng phẩm thánh tôn cảnh, ở Thái Cổ thần giới đã có thể được xem là cao thủ. Có lẽ trong mắt hắn, Tiêu Phàm những năm này cho dù là mạnh, đột phá trung phẩm thánh tôn cảnh liền cao nhất, lại tại sao có thể là hắn đối thủ đây? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cơ Vô Nhạn trưởng cương đã tới Tiêu Phàm một thước có hơn. Tiêu Phàm ngược lại là không nhanh không chậm, nhẹ nhõm đánh trả một trường, thân thể không có rung động mảy may, có thể Cơ Vô Nhạn lại đẩy lui ba bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cơ Vô Nhạn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập không cam lòng, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Hô, nhưng mà lúc này, một đạo áo trắng thân hình trống rỗng xuất hiện, đồng thời đánh ra hai trường, đánh phía Tiêu Phàm cùng Cơ Vô Nhạn. Cơ Vô Nhạn một lần này đẩy lui tầm 10 bước, mà Tiêu Phàm cũng lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng quanh quẩn ở tử lâu bên trong, Hoàng Tuyền cổ thành cấm chỉ đánh nhau. Hai vị là không đem ta Bích Lạc Hoàng Tuyền để ở trong mắt sao? Tiêu Phàm đám người quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiếu Thiên Cơ thần sắc lạnh như băng đứng ở chính giữa, thái độ cực kỳ cường thế. Cơ Vô Nhạn vội vàng ngừng thân hình, lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, là cái nam nhân, liền cùng rời ta một trận chiến. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Cơ Vô Nhạn, càng xem càng quái dị. Làm sao, không dám sao? Cơ Vô Nhạn cười đắc ý. Loại này đem Tiêu Phàm dẫm ở dưới chân cảm giác, nhưng hắn cảm thấy 10 điểm thư sướng. Nhưng mà, Tiêu Phàm tiếp xuống một câu, lại là để nụ cười của hắn đột nhiên ngừng lại. Ngươi xác định, ngươi là nam nhân, Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nhìn xem Cơ Vô Nhạn nói. Phốc, Diệp Khuynh Thành cùng Hiên Viên Trảm Tiên mấy người nghe vậy, trực tiếp bật cười, Tiêu Phàm lời này, thật có thể nói là tuyệt. Buồn cười chính là, một cái nương nương khang. Lại muốn hướng người khác chứng minh mình là một nam nhân, đây vốn chính là chuyện cười lớn. Ngươi, Cơ Vô Nhạn khó thở, có thể càng lo lắng,
thanh âm lại càng bén nhọn, động tác cũng càng nữ tính, thiếu chút nữa thì bốc lên lan hoa chỉ. Cơ Vô Nhạn mình cũng phát hiện không thích hợp, sắc mặt đỏ bừng lên, nghiêm nghị nói, Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết. Muốn động thủ cũng nhanh chút, đừng quấy rầy ta uống rượu. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống. Nhưng Cơ Vô Nhạn dám động thủ sao? Tự nhiên là không dám, Tiếu Thiên Cơ nói chuyện, hắn nơi nào còn dám ở trong này dương oai. Hừ, ngươi chờ, Cơ Vô Nhạn không mặt ở trong này tiếp tục chờ đợi, lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi. Nhìn qua Cơ Vô Nhạn rời đi, Tiếu Thiên Cơ mới nhìn hướng Tiêu Phàm, nói Tiêu Phàm, tốt nhất đừng gây chuyện thị phi, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, Tiếu Thiên Cơ cũng quay người rời đi, một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Tiêu Phàm, có cần hay không ta đi? Khương Ách đi tới, cho Tiêu Phàm truyền âm nói, ở trong này không cách nào động thủ, nhưng hắn chỉ cần tới gần Cơ Vô Nhạn bọn họ, những người này toàn bộ phải xúi quẩy. Đến mức hắn ở tử lâu bên trong, cũng không dám cùng Tiêu Phàm bọn họ đi quá gần, sợ Diệp Khuynh Thành bọn họ nhận ảnh hưởng gì. Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu nói. Nói ra lời này thời khắc, hắn nắm thật chặt nắm đấm, ở lòng bàn tay của hắn, nắm một mai truyền âm ngọc phù. Chúng ta đi, Tiêu Phàm thở sâu, mang theo mấy người đi thẳng khách sạn, ở Hoàng Tuyền cổ thành đi lung tung lên. Tiêu Phàm, chúng ta bây giờ bị theo dõi, chỗ nào đều đi không được, cái gì cũng làm không được, tiếp xuống làm sao bây giờ? Khương Ách cho mấy người truyền âm nói. Diệp Khuynh Thành mấy người cũng nhíu mày, bọn họ vốn chỉ muốn chui vào Hoàng Tuyền cổ thành, không nghĩ tới bị Hoàng Tuyền thánh tử sớm phát hiện. Hiện tại bại lộ ở Bích Lạc Hoàng Tuyền người trong mắt, mọi cử động bị giám thị lấy, quá bị động. Vậy cũng chưa hẳn, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, vừa rồi Cơ Vô Nhạn không phải gợi ý ta sao? Cơ Vô Nhạn, hắn không phải tìm ngươi phiền phức sao? Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt không hiểu truyền âm hỏi. Nếu như là hắn đã từng tìm ta phiền phức ta sẽ còn tin tưởng, nhưng một người có thể từ hỏng biến tốt, vậy hắn một dạng liền sẽ không từ tốt biến thành xấu, hắn là muốn cho ta đem cái này nước cho khuấy đục. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Ngươi là nói, hắn là cố ý. Tử Thiên Y kinh ngạc nói, Diệp Khuynh Thành mấy người cũng có chút không dám tin tưởng. Bọn họ cũng đều biết, Tiêu Phàm cùng Cơ Gia thế nhưng là có thù, lúc trước Tiêu Phàm mạnh mẽ xông tới Cơ Gia, còn giết Cơ Gia không ít người đây. Cuối cùng Cơ Gia không thể không thỏa hiệp ở Tiêu Phàm dâm uy phía dưới, hơn nữa chung sống hòa bình, nhưng là, ai cũng không nguyện tin tưởng Cơ Gia sẽ chân chính thỏa hiệp. Có phải là cố ý hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh. Đối với hắn mà nói, Cơ Vô Nhạn là hạng người gì, hắn căn bản không quan tâm. Bằng hữu, có thể giúp chút. Địch nhân, tiện tay chụp chết là được rồi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng có một điểm không hiểu, Cơ Vô Nhạn rốt cuộc là có được như thế nào kỳ ngộ, mới có thể nhường hắn thời gian ngắn như vậy bên trong, ở Thái Cổ Thần Giới đột phá đến Thượng Phẩm Thánh Tôn cảnh giới. Làm sao thử, Hiên Viên Trảm Tiên buồn bực. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Hiên Viên Trảm Tiên thường xuyên bị người đánh giết, đầu có phải hay không bị đánh ngốc. Hoàng Tuyền cổ thành bên trong không phải không được phép động thủ sao? Tiêu Phàm nhìn về phía chân trời đục ngầu hư không, nói, đã như vậy, vậy chúng ta rời đi nội thành không được sao? Nước trong không có cá, đạo lý này Tiêu Phàm rất rõ ràng. Cơ Vô Nhạn cùng Tiếu Thiên Cơ cử động, rõ ràng là muốn cho hắn đem cái này nước cho trộn lẫn. Cơ Vô Nhạn có lẽ không thể tin, nhưng Tiếu Thiên Cơ hẳn là có thể tin, gia hỏa này mặc dù nhìn như thần phục Hoàng Tuyền thánh tử, có thể Tiêu Phàm biết rõ, Tiếu Thiên Cơ nhưng là một cái ngạo khí vô biên người. Có lẽ trên đời này có người có thể để Tiếu Thiên Cơ thần phục, nhưng người này, tuyệt đối không thể nào là Ân Minh Tử. Tiếu Thiên Cơ cùng hắn đối một trường kia, kín đáo đưa cho hắn một mai truyền âm ngọc phù, hiển nhiên là muốn nói cho hắn cái gì, hắn không tốt trong bóng tối làm cái gì. Dứt khoát, hắn trực tiếp quang minh chính đại cho Tiêu Phàm truyền tin, kể từ đó, cũng không người sẽ hoài nghi hắn. Hiện tại, Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền dưỡng thi đại hội, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tiêu Phàm mấy người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới Bích Lạc Hoàng Tuyền khu vực biên giới. Hắn không có lập tức rời đi, mà là nhìn lại trong thành một cái, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ không cam lòng.
Đi, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, dẫn đầu bước vào đục ngầu thi khí. Tiêu Phàm, chạy đi đâu? Cơ Vô Nhạn không biết từ N. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 203.